Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại gặp lại trong chương trình bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để đánh giá lại tất cả tình hình kịch bản đã phân tích thị trường trong tuần vừa qua, view lại các mã cổ phiếu và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài nhận định xu hướng thị trường trong tuần tới. Thế thì kết thúc phiên giao dịch ngày 31 tháng 7 thì chúng ta đã có bản tin video số 115. Trong đó phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 8, trong đó thì Hùng Lê có định vị biên tích lũy của thị trường, đó là VN Index 780 đến vùng 800 điểm, VN 30 ở vùng 720 đến 740 điểm và phái sinh ở vùng 700 đến 725 điểm và biên trung bình ở 715 điểm. Thì đó là cái biên mà chúng ta đã đưa ra để chúng ta dự báo về xu hướng của thị trường. Và trong buổi tối ngày 31 tháng 7 thì Hùng Lê đã có một cái bài phân tích cùng với bản tin số video số 115 trên room nhận định không chat NO02. Và chúng ta thấy rằng là COVID-19 đã quay trở lại Việt Nam và lần này thì cái tốc độ lây nhiễm của một ca trong một ngày nó là khoảng tầm độ trên 30 ca trên một ngày. Và số lượng người chết thì đã bắt đầu xuất hiện, đã có những ca tử vong. Thì đấy là một cái câu chuyện về bệnh dịch COVID-19. Và COVID-19 thì nó cũng là một cái bệnh dịch, hơn thế nữa nó là một cái bệnh dịch rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên là người chết hoặc là người bị nhiễm thì nó cũng sẽ không thể tránh khỏi được. Cho nên là thông thường thì là tạo lập thường sử dụng những cái tin tức cơ bản như vậy để hù nhà đầu tư và để thêm thắt vào lửa và để ví dụ đạp thị trường. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong cái phiên ngày thứ 6 là một cái phiên mà có rất nhiều các cái thông tin xấu. Tuy nhiên chúng ta đã nhìn thấy rằng phiên kết tuần ngày thứ 6 tuần trước đã có những cái ý rất là hay. Và đây thì Hùng có nói đến cái câu chuyện là cái phiên kết thúc cái tuần giao dịch cuối cùng của tháng 7 đó là một tuần mà phái tạo lập chủ yếu đạp và kéo liên tục ngày này qua ngày kia. Thì cái mục đích của cái việc này nó có phục vụ hai mục đích. Đó là mục đích thứ nhất, đó là mục đích về phái sinh, đúng không ạ? Khi chúng ta dồn tiền để kéo cơ sở lên thì phái sinh đã đánh long, và ngược lại khi khi mà đạp cơ sở thì chúng ta có thể đánh thì chủ yếu là phục vụ để đánh sọt phái sinh. Và các anh chị lưu ý là không phải cổ phiếu xuống mà không có tiền. Nếu như các anh chị đã tham gia thị trường chứng khoán thì hẳn các anh chị biết các cái kho, thế không? Tức là kho có sẵn hàng, và khi mà người ta đạp phái sinh á, là người ta lấy hàng ở kho người ta bán và bán xuống, cổ phiếu cũng có lãi. Chứ các anh chị đừng có nghĩ rằng là chỉ có cổ phiếu giảm là nhà đầu tư cá nhân chết thôi. Còn các kho lớn, còn các cái ý đồ tạo lập lớn không bao giờ chết. Họ lấy hàng trong kho, họ bán ra, và sau đó khi cầu long trở lại họ lại dùng tiền họ mua lại, họ trả kho. Đấy thì câu chuyện trên thị trường chứng khoán là như vậy. Và cái số lượng hợp đồng giao dịch phái sinh trên một ngày đã lên mức khoảng trung bình 350k hợp đồng trên một phiên. Thì đây là một cái khối lượng rất là lớn, và điều này cũng chứng tỏ rằng là cái dòng tiền đã có một phần chuyển dịch từ cơ sở sang phái sinh. Bởi vì là cơ sở suy yếu thì đầu tư cơ sở rất là khó, nên một phần tiền là đã chuyển sang cái câu chuyện là giao dịch phái sinh. Và cái ý đồ thứ hai của tạo lập, cái ý đồ thứ hai tạo lập của trong cái tuần cuối cùng của tháng 7 mà kéo lên rồi sọt xuống, đó là đè bẹp ý chí của nhà đầu tư cá nhân. Tức là câu chuyện là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân thường là sẽ không chọn những phiên đỏ để mua, mà họ sẽ chọn những phiên xanh, tức là phiên xanh để mua. Đó, mọi người không nhận diện được đâu là điểm hỗ trợ của cổ phiếu để chúng ta vào. Thì mua phiên này và phiên sau nó đánh một phiên sốc là phiên sau nữa ao hàng luôn. Và cứ như vậy, liên tục như vậy. Thì cái ý đồ thứ hai đó là ý đồ là đè bẹp, đó, ông dùng một cái câu đè bẹp ý chí chiến đấu của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ và bắt buộc phải bung tàu, và có thể ép cho nhà đầu tư nhỏ lẻ không còn, gần như là không còn dám ở trên thuyền ở trong cái thời điểm này. Và phiên ngày thứ 6 là một phiên có rất nhiều thông tin xấu, nhưng thị trường cơ bản ổn định, khối lượng khớp lệnh ổn định, ý đồ tạo lập đang giữ nhịp cho thị trường ở trong phiên này. Thế thì kết thúc cái tuần giao dịch mà khi Hùng ra cái bản tin video số 115 là có những cái ý đồ như vậy để trao đổi lại với các anh chị. Và tại cái thời điểm buổi tối ngày lúc này là mấy giờ các anh chị cũng không nhớ, 22:40, gần 11 giờ đêm Hùng mới làm cái tin này.
Và trên những cái góc độ về đánh giá về nhóm ngành và cổ phiếu thì gần như đã chạm hỗ trợ tương đối đẹp. Và cái quy luật của thị trường thì thường là khi chúng ta phân tích một cái ngưỡng hỗ trợ nào đó thì thường thường ý đồ tạo lập sẽ đánh tụt, đó. Vậy thì nếu trường hợp mà đánh tụt thì sẽ tụt về đâu? Thì sẽ tụt về khoảng 730 đến 750 điểm. Và với tín hiệu kết tuần thì chúng ta sẽ quan sát VN Index ở biên 780 đến biên 800 điểm, VN30 ở 720-740 và phái sinh ở biên độ hẹp 700 đến 725 điểm. Và cần phiên dữ liệu ngày mai, tức là cần cái dữ liệu của phiên ngày thứ hai và có thể đến phiên ngày thứ ba thì chúng ta mới có thêm cái dữ liệu để chúng ta phân tích và định lượng. Thì bắt đầu đến phiên giao dịch ngày thứ hai là một cái phiên giao dịch mà ông Lê đã có những cái đánh giá ở trên room á, thì ở trong cái phiên giao dịch thì nó có rất nhiều thông tin, ví dụ phân tích cổ phiếu HSG các anh chị nhé, đầu tuần này đó, rồi VN Index này, đó, xu thế long này, tiệm cận nhìn đây nhìn, tức là lúc đó khoảng tầm độ mấy giờ các anh chị, khoảng tầm độ 10 giờ 21 phút thì Hùng đã có những đánh giá về VN Index này, phái sinh này. Và nhìn tổng thể thì yếu tạo lập là đang giữ trụ các blue chip cơ bản banh và chứng khoán có thể kéo phái sinh ngày hôm nay và hôm nay điểm đảo long ở vùng 730 điểm. Như vậy là ý đồ kéo long trong phiên nay, và khi long kéo đạt được các cột mốc 740 đến 750 thì có thể là trả cung. Và trong buổi tối kết thúc phiên giao dịch đây các anh chị nhá, đây đến 13:30 dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định, lan tỏa nhiều nhóm ngành chứ không co cụm lại như ở trụ ở các phiên, và các cái nhịp kháng cự ngắn của phái sinh của VN Index, của VN30, và hướng ưu tiên thì vẫn là giải ngân banh chứng khoán cùng với đó là các mã cổ phiếu mà mình đang có ở trong tài khoản. Thì trong cái giai đoạn vừa qua là giai đoạn mà Hùng Lê phân tích mở mua một số các cái điểm mã cổ phiếu mới, cùng với đó là chúng ta tập trung để chúng ta mua các cái mã cổ phiếu mà đang có trong tài khoản. Thì khi thị trường hồi thì cổ phiếu lớn bé tốt, bé to nhỏ xấu tốt thì nó sẽ hồi theo thị trường. Chính vì vậy là chúng ta đang có mã cổ phiếu nào thì sẽ mua mã cổ phiếu đó. Và một cái điều câu chốt rất quan trọng đó là bộ ba chỉ số ngày hôm nay rất là đẹp, đó là VN Index, VN30 và phái sinh đã vượt biên trên, tức là vượt kỳ vọng, vượt bên trên, tức là đi vào một cái kênh xu thế tốt. Và với một cái kết quả phiên gần lúc đấy là ông đánh giá lúc khoảng tầm độ 13:40 đó, 13:40 ngày 3/8 phiên giao dịch đầu tuần, thì kỳ vọng là thị trường chung bước vào một nhịp phục hồi và phái sinh sẽ chuyển chen long dài và chen long dài sau nhịp đảo của tuần trước. Thì đấy là cái mẫu chốt của vấn đề đảo pha xu thế của thị trường trong tuần vừa qua và trong phiên ngày 3/8, trong phiên thứ hai và đến tại thời điểm 13:41 thì ông Lê đã đánh giá rằng là thị trường của chúng ta đã bước vào một cái nhịp phục hồi ngắn hạn, đặc biệt phái sinh bẻ chen long. Và bản thân là khi mà chúng ta phân tích trên bản tin video số 115, khi đó thì Hùng có nói đến phái sinh chúng ta quan sát ở trong biên hẹp 700 đến 725 điểm và biên trung bình là 715 điểm, và kỳ vọng từ cái biên này thì phái sinh sẽ bẻ một chen long dài. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng phái sinh đã long, chúng ta có thể tính ở biên 725 điểm đi, 730 điểm và lên đến cái vùng cao nhất là 780 điểm, thậm chí là phiên ngày hôm qua là còn lên được maximum 786 điểm, tức là gần vùng 790 điểm. Như vậy là thị trường phái sinh đã tăng khoảng hơn 55 điểm nếu mà chúng ta tính một cái chen như vậy. Và với một cái chen long 55 điểm thì có tốt không anh chị? Theo Hùng Lê là cực kỳ tốt. Đó, khi chúng ta phân tích được một cái chen long dài thì chúng ta tập trung chúng ta đánh cái chen đó là chen chủ đạo, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, nếu như chúng ta để lệnh qua đêm chúng ta cũng yên tâm. Ok, đấy là tất cả những cái mấu chốt vấn đề mà chúng ta có được ở trong tuần vừa qua. Và cái mấu chốt vấn đề đó nó đến ở trong phiên ngày thứ hai và có cái kết luận khoảng 13:30 của phiên ngày thứ ba, đó là phiên ngày thứ hai, xin lỗi cả nhà. Thì đấy là những cái mấu chốt, và khi các cái bản tin cùng Lê phân tích lên thì nó sẽ bị chậm delay, đúng không ạ? Các cái mã cổ phiếu ví dụ Hoa Sen Hùng đã phân tích ngay từ đầu tuần, GEX đây ví dụ như vậy, GEX là cũng phân tích ngay từ ở đâu bao nhiêu đây ạ, đó đây này, mua này,
Thì đến cuối tuần khi Hùng Lê view lại cổ phiếu thì gạch thì hôm nay đã khuyến nghị chốt rồi. Đó, thì như vậy là cái câu chuyện là chúng ta đã bị trễ mất một nhịp rất là dài, và gần như có những cái cơ hội mà chúng ta có thì nó sẽ bị qua đi. Đây, gạch hôm nay hàng về tài khoản mà anh chị chủ động vùng 21 kháng cự, té đi 50%, còn 50% còn lại ôm bom. Thì cái cách của Hùng Lê là khi chạm kháng cự bán 50%, ôm lại 50%, nếu như cổ phiếu tiếp tục tăng, ok, chúng ta còn 50% đấy để chúng ta chốt ở những cái việc tiếp theo. Và chốt lãi là một cái hành động chúng ta cần phải làm, và chốt lãi không bao giờ có sai cả anh chị. Tiền khi các anh chị chốt lãi là tiền về tài khoản của mình, đó là tiền của mình và hiện thực hóa lợi nhuận, còn tiền ở trong cổ phiếu chỉ là tiền tạm tính. Và cái tiền đó Hùng Lê vẫn hay nói vui với mọi người, đó là của ông Mr. Thị Trường, ông ấy có thể lấy của mình bất cứ khi nào, nên là chúng ta cứ có lại, chúng ta chốt cứ chủ động như vậy. Và tài khoản của chúng ta luôn luôn có tiền, luôn luôn có cổ phiếu, luôn luôn có cổ phiếu để chúng ta bán, luôn luôn có tiền để khi thị trường chỉnh chúng ta sẽ mua lại những mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm đó. Và cái câu chuyện là một số các anh chị em là chưa hiểu cái thuật ngữ là chém cá ở trên thớt như nào đó, thì cái câu chuyện là chém cá ở trên thớt thì mọi người phải hiểu được như thế nào là chém cá ở trên thớt. Thì trong cái buổi tối ngày sau khi mà Hùng Lê phân tích thị trường xong á, thì Hùng có nói đến cái câu chuyện là chém cá ở trên thớt để cho mọi người hiểu đó. Còn trong một tuần thì có rất là nhiều các cái thông tin đó, rất là nhiều thông tin các anh chị, nếu mà kéo lan chuột này là nhiều lắm. Ok, như vậy là chúng ta có một tuần giao dịch tương đối thành công, và những cái thông tin cập nhật thì tí nữa ông sẽ nói đến ở trong bản tin. Bây giờ thì chúng ta sẽ view qua lại một số các cái mã cổ phiếu trong tuần vừa qua như nào. VIX, ok, vẫn là một cái điểm gọi là đi ngang đi ngửa thôi, không có những cái gì xuất sắc cả. 92 kháng cự và hỗ trợ ngắn ở vùng 80. Vinhome thì bây giờ là nó đã chạm cái vùng 80 đây rồi các anh chị, ở vùng 80.581 đấy là những vùng kháng cự đó. Thì chúng ta nhận diện được cái vùng kháng cự, và tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng và theo dõi những cái phân tích của Hùng Lê hàng ngày hàng tuần đó, thì như vậy chúng ta sẽ rất là ok, chúng ta sẽ nhận diện đâu là vùng hỗ trợ để chúng ta có thể mua và đâu là vùng kháng cự thì chúng ta tránh ra, đúng không ạ? Không ai cầm tiền của mình để mua cổ phiếu ở vùng kháng cự cả. Chỉ có những anh chị không học, không chịu đọc, không chịu xem, không chịu cố gắng rèn rũa mình thì mới mang tiền của mình mua cổ phiếu ở những vùng kháng cự thôi. Về Vinhome thì ở vùng 80-81 các anh chị nhé, kháng cự. VRE trong giai đoạn hiện tại thì cũng đánh giá rằng là khả năng cái biên VRE sẽ đánh ngắn ở khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 27.5 đến vùng 28. Thì trong cái biên này thì chạm hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán thôi. Còn cái nhịp này thì VRE gần như cũng chưa có cái dòng tiền chủ đạo, và nếu mà nhìn trên một cái kênh xu thế tổng thể thì VRE cũng đang hình thành một cái nền tích lũy đi ngang, và có thể sau cái nền tích lũy đi ngang này thì chúng ta mới có những cái câu chuyện của VRE nó ở cuối cái con đường tích lũy đi ngang này. Thì đây, cái mũi tên này cũng vẽ là chúng ta chờ đợi, đúng không ạ? Chúng ta chờ đợi một cái trận đánh của VRE nó ở xa ở cuối. Cổ phiếu Sabico đã khuyến nghị mua ủng hộ anh Thái tập 2. Thì hẳn là các anh chị nhớ ở trong cái nhịp đánh thứ nhất, đúng không ạ? Chúng ta khuyến nghị mua Sabico khoảng 50 cổ phiếu ở đâu đó vùng bao nhiêu, các anh chị xem lại hộ. Và sau đó đến khoảng vùng giá, nhớ không nhầm ở vùng giá bao nhiêu đây này, là khuyến nghị chốt, đúng không ạ? Chốt xong thì chúng ta dò tìm lại vùng giá mục tiêu ở vùng 180, vùng 180 bị thủng và sau đó thì nó rơi về lại vùng dưới này đó. Và trong tuần thì trong phiên ngày hôm nay, phiên ngày này này, không biết là phiên ngày bao nhiêu, phiên ngày mùng 5 tháng 8 thì khuyến nghị là mua Sabico, mua Sabico để ủng hộ anh Thái, 50 cổ phiếu với Sabico khuyến nghị không nhiều, và chúng ta lại chờ một cái nhịp mà Sabico kéo để về lại vùng cũ để chúng ta chốt lời. Con bò sữa Vinamilk trong tuần vừa qua là một mã cổ phiếu blue chip cực kỳ tốt và giữ nhịp cho thị trường tương đối là ok. Nhờ Vinamilk mà thị trường của chúng ta đã có một cái sự hồi phục và khởi sắc rất là đẹp. Khi mà Vinamilk chỉnh xuống, chúng ta có những cái vùng hỗ trợ ở đây và vùng dò tìm mục tiêu ở đây trong cái bản tin video số 114, 115, đó là vùng 105.
Thì vùng 105 này rất là ok, và như vậy là chúng ta thấy rằng Vinamilk đã hồi phục về, và bây giờ thì Vinamilk lại đang đi về cái vùng kháng cự mạnh đó, và cái vùng này thì chúng ta lại không còn cơ hội mua cho tuần tới nữa đó anh chị nhá. Đó thì cái vùng này là cái vùng mà chúng ta đã bắt được ở những cái điểm thấp ở dưới này, ở vùng 110 đó, thì chúng ta canh để chúng ta chốt ở khoảng vùng 117 đến vùng 118 các anh chị nhé, Vinamilk. Và dự kiến khi Vinamilk chạm về vùng này thì Vinamilk sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật, và nhịp chỉnh kỹ thuật này thì chúng ta lại tiếp tục dò tìm ở những cái điểm này để chúng ta xem thử là Vinamilk có bẻ được cái pha xu thế ở đây không. Nếu như Vinamilk bẻ được pha xu thế ở đây thì rất là ok cho các anh chị nhé, và nếu như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn kỳ vọng một cái trend của thị trường nó tuần tới rất là mạnh mẽ và rất là thuyết phục luôn. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở cái vùng 118, sau đó các cái nhịp chỉnh kỹ thuật tại đây đối với cổ phiếu Vinamilk. Chúng ta phân tích mã ngành hàng không, thì đối với ngành hàng không là thời điểm này Tùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta bán đó, những cái nhịp hồi phục là chúng ta té thôi, và những cái điểm mua này chúng ta tạm thời chúng ta không tham gia, bởi vì Covid tập 2 đã quay lại và ngành hàng không sẽ là một trong những ngành mà sẽ chịu những cái ảnh hưởng cực kỳ là lớn, của tác động Covid đó, nên là không ổn đâu. Những cái nhịp phục hồi này đấy là những cái nhịp phục hồi mà chúng ta té tửa thôi. VDC đã có một cái nhịp đánh lên như này thì dòng tiền thì cũng tương đối là ổn, 200.000 so với lại trung bình 21 phiên thì nó cũng tạm được, và có thể sẽ có những phiên test lại ở đây. Đó, phiên test lại ở đây thì các anh chị có thể quan sát ở cho Hùng ở những cái vùng đâu đó khoảng biên trung bình ở khoảng vùng 98 thì đó, khoảng tầm 98, nếu mà không gãy thì duy nhất là khả năng là sẽ kéo được về mắc ở khoảng vùng 107, 108 chúng ta canh thì chúng ta ra hàng. HVN cũng có kéo đó, và những cái nhịp kéo này của HVN hiện tại đang chạm về vùng kháng cự 25. Vùng kháng cự 2 khi mà chúng ta tìm đây này, tìm cái điểm hỗ trợ nó khoảng tầm vùng 21.5. Thì hồi phục về đến vùng 25 thì chạm đây thành hỗ trợ thì thành kháng cự, và khả năng đối với HVN cũng như vậy, chúng ta sẽ canh cái nhịp hồi này để chúng ta té thôi, chứ chúng ta cũng không có nắm giữ những cái mã mà nó đang bị những cái tác động lớn như này. NCT khai thác cảng hàng không. NCT hiện tại là như thế nào nhỉ? Như thế nào đây? Đang có những cái nhịp trả cung và vô hình dung đây, có thể là kháng cự của NCT trong ngắn hạn sẽ ở khoảng vùng 62.5. Vùng hỗ trợ chúng ta có nói đến đây ở khoảng vùng 56, và cũng hoàn toàn tương tự như cái biên đợt trước này, thì bây giờ cũng là như vậy thôi. Và chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. Trong giai đoạn này các anh chị chúng ta hạn chế tham gia cổ phiếu của nhóm ngành hàng không. ACV khai thác cảng hàng không, đó thì như vậy là hỏng rồi. Đó, những cái nhịp hồi này nó sẽ có thể hồi mắc lại về đến cái vùng ở đây, và sau đó thì nó sẽ có những nhịp chỉnh giảm, chính vậy nên chúng ta cũng sẽ tránh. Tiếp theo đến mã cổ phiếu BVH, và chúng ta phân tích họ Mansan BVH. BVH như vậy là cái vùng 40 trong tuần vừa rồi thì nó không thủng, và nó có một cái phiên ngày thứ hai đấy là phiên mà BVH kéo. Thì trong ngắn hạn như vậy là BVH kéo về đến cái vùng ở đây là vùng 45-46 cũng là thành cái vùng kháng cự, và nó sẽ có những cái nhịp chỉnh ngắn ở đây. Những cái nhịp chỉnh ngắn này nó hoàn toàn phù hợp với cái điểm chỉnh cung cầu của thị trường, đặc biệt là phái sinh. Tí nữa thì chúng ta sẽ phân tích tổng quan về thị trường sau để chúng ta có những cái nhận định về phái sinh để chúng ta nói đến thị trường. Còn BVH thì khả năng là khi chạm về đây, đó là cái vùng kháng cự của nó là vùng 45.5 đến vùng 46, đó là vùng kháng cự. Và không ai mua cổ phiếu ở vùng kháng cự cả các anh chị nhé. Đó, ok. Ở họ nhà Mansan chúng ta sẽ phân tích MSN. Mansan trong tuần vừa qua cũng là một cái mã trụ mà giúp cho ổn định về nhịp cung cầu thị trường rất là đẹp. Chúng ta sẽ ngược về thời gian quay trở lại khi Mansan ở những cái vùng giao dịch ở vùng 47.5 đến vùng 49.5 và biên trung bình là vùng 48.5 ở đây. Khi đó thì chúng ta đã có một nhịp phân tích Mansan ở đây rất là đẹp, và sau này thì đến cái ngưỡng ở vùng 65, tức là target này thì Mansan đạt được, và sau đó thì Mansan chỉnh giảm, và cái quá trình chỉnh giảm thì nó lại rơi lại về đúng cái vùng hỗ trợ ở đây.
Và phiên trong tuần trong trong cái bản tin video phân tích tuần 115 á, thì chúng ta có nói đến Man San có đánh ngang đánh ngửa quanh cái biên này về ý đồ tạo lập và dòng tiền thì cũng đang bắt đầu quay trở lại. Và phiên ngày thứ hai đấy là chính là cái phiên mà chính thức xác nhận cái xu hướng của Man San có những cái nhịp hồi phục trong ngắn hạn. Ok, thì Man San hồi phục thì một số các cái tài khoản thì cũng đã có nói đến câu chuyện là Man San sẽ chạm về vùng 55-56 thì chúng ta sẽ canh chốt. Chúng ta mua đảo hàng và chúng ta canh chốt, bởi vì về đến cái vùng này thì thường á, là cổ phiếu sẽ có những cái điểm trả cung. Thì những cái điểm trả cung của Man San đẹp nhất chúng ta có thể nói đến ở khoảng vùng 53. Các ông trả, các ông đừng có đạp gãy của tôi cái vùng 53. Cái vùng 53 này vùng là cái vùng rất là quan trọng ở đây, để giúp cho chúng ta có thêm định lượng là Man San sẽ đánh tiếp. Và cũng kỳ vọng là Man San nhịp này sẽ đánh về khoảng vùng, đầu tiên là phải vượt được cái vùng 56 đã anh chị nhá, vùng 56 này đó. Nếu mà có một cái phiên mà dòng tiền tốt và có thể đánh vượt về vùng 56 thì khi đó chúng ta sẽ kỳ vọng lên vùng 58 đến vùng 59. Thì trong cái giai đoạn vừa qua, tại sao ông Lê lại liên tục nhắc các anh chị ở trên room VPSNO02, đó là chúng ta tập trung mua các mã cổ phiếu đang có để làm sao, để thứ nhất là khi thị trường chung hồi phục chúng ta sẽ mua những mã đang có. Ví dụ chúng ta nắm 100.000, chúng ta mua thêm 50.000 và tiếp đó thì chúng ta sẽ chờ cái cơ hội để T1, T2, T3 đó, thậm chí T0, tôi mua đầu phiên cuối phiên tăng, ok tôi sẽ bán đi cái lượng mà tôi đang hàng đang có sẵn. Như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ đảo được giá vốn và chúng ta hoàn toàn chủ động. Ngoài ra phân tích một số một cái mã cổ phiếu mua mới. Cổ phiếu MCH, đây là một mã cổ phiếu mà thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là Hùng cũng có ít nói, nhưng cái câu chuyện là thanh khoản thấp thì chúng ta đầu tư khoảng 1-2 nghìn, đúng không ạ? Tức là khoảng tương đương khoảng tầm độ 1 nghìn của lúc cái thời điểm Hùng khuyến nghị mua khoảng tầm 69-70, tức là nó sẽ tương đương khoảng tầm 150 triệu. 70 cho là 70 đi thì 2 nghìn cổ phiếu là 150 triệu. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây, lịch sử tạo lập của MCH nó rất là tốt. Và cái thời điểm mà MCH đi ngang ở cái biên đây, quanh cái biên 69, ông Lê nhận thấy những cái tín hiệu rất là đẹp. Và từ vùng 69 này thì kỳ vọng là Man San sẽ đánh chạm khoảng vùng 80. Đánh chạm vùng 80. 80 chỉnh kỹ thuật và sau đó thì có thể nói đến những cái mốc cao hơn. Như vậy là đối với MCH thì trong hai phiên cuối tuần thì đang có những nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Và nó đang nằm rơi lại khoảng vùng 73-75. Và tại vùng 75 này, những tài khoản nào mà đang nắm giữ thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể canh ở cái vùng này. Nếu như cái vùng này mà không gãy thì cái cơ hội mà MCH đi tiếp là còn. Và con đường mà MCH đi nó sẽ không đi một cách gọi là nhịp nhàng lắm, nó sẽ có những cái điểm trả cung đó. Và với quan điểm của Hùng thì MCH vẫn có thể giữ nhịp và tiếp tục nắm giữ được để kỳ vọng đi một cái một cái trend mới của MCH. MWG và PNG vàng lên kinh quá nên là PNG cũng phi mã. Bản thân MWG trong thời điểm hiện tại thì cũng chỉ đánh giá rằng khi chạm vùng hỗ trợ này thì đây chỉ là những cái nhịp mang tính hồi phục kỹ thuật. Những nhịp hồi phục kỹ thuật này thì nó cũng sẽ sớm qua đi, và vùng kháng cự của vùng 80 thì anh chị nào mà đang có hàng thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt đi. Chứ còn MWG trong thời điểm hiện tại nó cũng sẽ khó khăn. Khi kinh tế khi nền kinh tế toàn thị trường của chúng ta khó khăn thì những cái ngành hàng tiêu dùng, những ngành hàng bán lẻ sẽ là khó khăn. PNG trong nhịp vừa qua, PNG đã có cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 50. Và khi về đến vùng 50 thì chúng ta có thường là cổ phiếu sẽ có những nhịp phục hồi kỹ thuật, và hiện tại PNG đã về vùng 56, đấy là vùng kháng cự của PNG. Có thể mắc, có thể sang tuần thì PNG có thể đẩy lên được một nhịp nữa. Tuy nhiên những cái nhịp này thì đến thời điểm hiện tại là nó không còn thơm nữa các anh chị. Nó không còn thơm nữa, nó thơm là phải những cái nhịp ở đây, những cái nhịp ở quanh 49-50 khi mà PNG có tín hiệu tạo nền vào phiên ngày thứ hai. Khi đó là 10, Hùng nhắc lại là 13:41 có những cái đánh giá về thị trường chung hồi phục thì đấy là thời điểm mà chúng ta mua. Còn lại bây giờ không có thơm nữa nhá. Bây giờ là mắc thì lên được 60 sợ khó. Bây giờ 56 có khi lên được vùng 57-58 là mọi người lại mang hàng lá táng rồi. Bình minh như thế nào nhỉ? Bình minh ngày hôm nay có tăng nhưng không giữ được cái nhịp
cái nhịp cao nhất à? À không có đấy chứ, bình minh như thế này là có 51,9 à. Bình minh không giữ được cái giá cao nhất ở trong phiên, đó là giá 52,3 mà chỉ được 51,9, tức là vẫn tạo thành một cây nến xanh. Ở chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu của ngành nhựa các anh chị nhé. Bình minh thì về cơ bản là bình minh sau một cái nhịp đánh ở đây này, nhắc lại thôi, đó là cái target 55 thì hoàn thành nhưng mà kỳ vọng đến 60, nhưng 60 thì không đạt được, và sau đó bình minh lại quay trở lại về vùng test lại nền, đó là vùng 46. Dự kiến là rơi về vùng 46 nhưng mà cũng không rơi đến vùng 46, rơi đến vùng 47, 48 gì đây thì bắt đầu bình minh quay trở lại. Và cái nhịp hồi phục này thì bây giờ đã chạm lại cái vùng 52. Thì cái vùng 52 này nó trở thành một cái vùng kháng cự ở đây. Kháng cự ở đây. Thì ý đồ của tạo lập thì có thể là gặp kháng cự thì đánh bull lên luôn và sau đó test lại kháng cự, hoặc là sẽ test lại trước. Nếu như mà cổ phiếu này test lại trước thì chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng anh chị mà đang nắm thì khoảng vùng 50. Có thể nó sẽ có những cái điểm trả cung về vùng 50, không gãy thì như vậy là xu hướng hồi phục tiếp theo của bình minh nó sẽ là ok, và lực cầu quay trở lại để đánh bình minh vượt thoát cái vùng giá 50,52 ở đây. Và như vậy nếu mà vượt thoát được 52 thì nó có xu hướng chạm lại về vùng 55, tức là về cái vùng đỉnh cũ ở đây. Thì như vậy là tại những cái vùng kháng cự này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt những anh chị nào đang còn hàng. Một mã cổ phiếu mới lên sàn trùm ngành nhựa APH, đẹp quá. APH, bản thân APH thì cái phiên rất là tiếc, đó là bản thân thì cũng đã có đưa quan sát cái mã cổ phiếu này vào nhịp của thị trường, và có một cái điểm trả cung ở vùng 56 ở trong phiên ngày thứ 2, vào phiên ngày thứ 3, thậm chí đến phiên ngày thứ 4. Và cái vùng 56, vùng 57 này rất là đẹp và mình đã nhìn thấy rồi, nhưng mà loáng quáng quá. Trong đầu tuần lại đang lo là long short phái sinh nên là bị trượt mất cái mã cổ phiếu này, chứ còn vùng 56 đến vùng 57 thì đẹp miên man luôn các anh chị, và nó không có gì để chúng ta gọi là chúng ta mất cả, để chúng ta vào cái mã cổ phiếu này cả. Còn bây giờ thì chịu rồi đó. Nhìn thấy ở cái vùng này nhưng mà không bắt được, mặc dù là trước cái thời điểm mà cổ phiếu APH lên sàn đó, thì Hùng Lê có ngồi với một số các anh chị trong ngành và cũng đã có những cái trao đổi về mã cổ phiếu này rất là tốt. Và ngay cái phiên chào sàn thì trần đã bị trần luôn, và các anh chị có hỏi là có đặt trần không thì lúc đấy cũng hơi chập chừng, nhưng mà cái đoạn mà nó trả cung, nó kéo lên xong nó trả cung như này và không gãy thì đấy là cái thời điểm mà sẵn sàng để chúng ta tham gia. Thì hơi tiếc cái mã cổ phiếu này, một cái mã cổ phiếu về ngành nhựa rất là đẹp. DAG cũng là một mã cổ phiếu về ngành nhựa, và chúng ta có phân tích đến mã cổ phiếu này lâu rồi, và chúng ta nhìn ở trên một cái tổng quan một tí thì cái tạo lập của nó cũng khá là ổn đó các anh chị. Và hiện tại thời điểm này là thời điểm mà DAG đang làm gì, đang tích lũy tạo nền. Tích lũy tạo nền thì cái thời gian mà tích lũy tạo nền đó, thì thường có thể là nó sẽ tích lũy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Và cái điểm mà ông lại đánh giá để tích lũy tạo nền mà để mà vượt thoát ở vùng 5.4. Vùng 5.4 sẽ là vùng bẻ pha xu thế của DAG ở kênh xu thế trung hạn. Và cổ phiếu DAG này chúng ta phân tích dài rồi, anh chị, và cái điểm 5.4 là hoàn toàn chúng ta có thể mua được các anh chị nhá. Các anh chị nhìn ở trên biểu đồ nến tuần đây. Đó, 5.4 hoàn toàn chúng ta có thể mua được. Đó, chứ không phải là những cái điểm mà Hùng phân tích là chúng ta không mua được đâu, chúng ta hoàn toàn mua được. Và những cái điểm này là những cái điểm hâu dài. Đó, những cái điểm hâu dài để chúng ta chờ đợi một cái kênh xu thế. Và cái kênh xu thế đó thì đang chờ cái cách là cổ phiếu này có thể đánh vượt vùng 6.2 và sau đó khoảng vùng 7. Đó, vượt được hai cái vùng này là thôi, là xong. Đó, là như vậy là một cái trend xu thế dài ở bên này con dốc rất là đẹp luôn. Và cổ phiếu ngành nhựa cũng là một mã cổ phiếu mà các anh chị hiện tại chúng ta cũng nên quan tâm ở đến thời điểm hiện tại. Đó, rồi. Mã cổ phiếu nào của ngành nhựa được các anh chị A nhá, phân tích nốt mã cổ phiếu A. Chúng ta sẽ phân tích một cách tương đối hệ thống để cho các anh chị nắm được. Thì bản thân nếu nhìn ở trên một cái góc nhìn tổng thể thì ba con A là đang đi vào xu thế downtrend. Đó, downtrend. Và những cái trend lên này và sau đó thì lại có những cái trend đạp xuống rất là dài. Thế thì trong cái thời điểm hiện tại chúng ta quan sát cổ phiếu ba con A ở vùng nào? Ở vùng 11. Ở vùng 11 là một cái vùng mà hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng ba con A tạo thành cái mô hình V kép ở đây.
Và cái mô hình này để tạo được thành cái mô hình này ấy, thì nó phải cần hội tụ thêm các cái nhiều yếu tố khác. Thứ nhất là dòng tiền, thì đến thời điểm hiện tại là dòng tiền của ba con A nó hơi thấp. Nên chính vì thấp nên là có thể là trong cái giai đoạn ngắn là cổ phiếu Banana sẽ đi ngang ở trong một cái biên hẹp thôi các anh chị. Sau đó thì mới có thể có được những cái điểm mới có thể có được những cái điểm điểm đánh break lên. Đó là biên hẹp ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ở trong biên 11 đến biên 12 thôi. Còn Banana thì chưa có gì đột biến. Rồi, nhựa rồi, cổ phiếu gì? Úi giời, gì? Các anh chị có nhớ Hùng dành cổ phiếu Ri một cái tên gọi như thế nào không ạ? Cổ phiếu Hồi Xuân. Tại sao chúng ta lại nói cổ phiếu Hồi Xuân? Là vì Ri là một trong hai mã cổ phiếu Blue Chip đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Hai mã cổ phiếu đầu tiên các anh chị, lúc gõ cổng nó có hai mã cổ phiếu thôi. Và lúc đó nếu chúng ta tính Ri, giá trị chia nó là một, các anh chị nhé. Tất nhiên khi lên sàn nó không phải là một, nhưng vì nó chia lại nên là bây giờ cái giá thấp nhất nó là một, mà giá hiện tại của Duy đến bây giờ là 35, tức là nếu như anh chị chúng ta mua 20 năm thì cổ phiếu này tăng được 35 lần, chưa tính cổ tức. Đó, như vậy là chúng ta sẽ chia ra đó, 35 mà chia cho 20, 35 chia cho 20, một năm được bao nhiêu ạ? 1,75. Đấy, thì cái hệ số của chúng ta chưa tính cổ tức nhá, còn bao nhiêu cổ tức của Z thì nó vô khủng, nó còn khủng hơn nữa, nó còn nhiều hơn nữa. Thì đấy là chúng ta nói về câu chuyện về quá khứ. Và trong cả một quãng thời gian vừa qua thì Z có thể nói là một cái blue chip nó già cỗi, nó đi rất tốt nhưng tăng trưởng về doanh thu không có, lợi nhuận không có, thì có phải là bà già không các anh chị? Đúng là bà già. Chính vì vậy nên là cổ phiếu này có đi được đâu. Nó đi lên đánh ngửa, đánh ngang, đánh ngửa, nhưng đến lại cái thời điểm mà trong tuần trước, rồi trong cái thời điểm mà khi mà chúng ta phân tích ở cái vùng hỗ trợ 30 đến vùng 31 của Ji, và cái target đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là target 33. Đó, đúng không? Đạt rồi. Xong chỉnh giảm kỹ thuật ở đây ở vùng 31.5, không gãy thì đánh lại vùng 33, vượt 33. Chúng ta kỳ vọng Ji nhịp này đánh chạm vùng 35 36. Đấy, Hồi Xuân là như vậy đấy các anh chị. Già quá rồi. Mãi không đánh được, và như vậy thì Ji là một cái blue chip Hồi Xuân. Chúng ta phân tích các mã cổ phiếu nhóm ngành công nghệ FPT. FPT trong thời điểm hiện tại, các cái điểm bắt là chúng ta bắt được ở điểm dưới này các anh chị, 43, 45, và thậm chí là trong ở cái điểm này thôi, 45, 46. Còn lên đến cái vùng 48, 49, 50 này thì thôi chúng ta bắt làm gì nữa. Bởi vì cái dư địa mà chúng ta phải cân giữa cái lợi nhuận và cái rủi ro. Đó, cái đoạn này là cái đoạn mà kháng cự dày rồi, thì chúng ta bắt chúng ta ăn không được mấy nữa các anh chị. Đó, trong cái thời điểm, trong cái giai đoạn vừa qua, đó là quan điểm cùng là bắt lại những mã cổ phiếu chúng ta đang nắm, và cái hành động mua là phải mua nhanh bán lẹ, mua dứt khoát bán dứt khoát. Đó, chúng ta đừng có chần chừ. Cái câu chuyện trên thị trường chứng khoán là rất nhiều những anh chị chần chừ, và chính cái sự chần chừ đó thì đôi lúc là nó cũng tốt, nhưng mà trong cái nhịp mà khi mà Hùng đã phân tích thị trường hồi, chúng ta không được phép chần chừ. Mua hàng sai chúng ta sẽ bán luôn, bởi vì chúng ta đang có sẵn hàng ở trong cái đó, chúng ta đang sẵn hàng ở trong cái tài khoản của chúng ta, thì điểm mua đó sai chúng ta sẽ bán luôn. Đó, cái câu chuyện là như vậy. Và những cái điểm đảo pha xu thế, những cái điểm đảo long để mình đảo giá vốn là mình phải mua dứt khoát, chứ còn lên lưng chừng này rồi các anh chị còn hỏi Hùng mua nữa thì khó quá, đúng không ạ? DGW hiện tại DGW cũng như vậy. Đó, khi mà lên đến cái vùng 44-45 này thì chúng ta cũng không phải mua nữa. Còn những cái điểm hỗ trợ của nó đây các anh chị này, điểm hỗ trợ của nó vùng 39 này, và thậm chí có điểm sâu này đấy, điểm sâu này thì không nói, những cái điểm hỗ trợ ở vùng 39 ở đây này. Đó, thì chúng ta mua. Đó, và lên đến vùng 44 đến vùng 45 ở đây thì chúng ta canh chốt. Và chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể, nếu như chúng ta nhìn ở một cái trend tổng thể của DGW trong một cái sóng đánh, thì cái mô hình cánh quạt thì đến tại thời điểm hiện tại là cái vùng 45 là cũng là cái vùng căng của chỉ số. Đó, vùng 45, còn mắc lên được 50 thì đẹp quá, nhưng mà khả năng lên đến vùng 45 là cổ phiếu này sẽ chạy chật rồi. CMG ok các anh chị, CMG cũng là một mã cổ phiếu của nhóm ngành anh phân tích giả đúng cũng giả sai. À rồi, đấy, anh Hào Dương đang bang phân tích thì nó nổi lên, ta tắt đi đã, hình như là nhận xét ở trên YouTube. Ok, đúng sai câu chuyện của thị trường không có sao cả anh chị, công việc của Hùng thì Hùng vẫn tiếp tục làm.
CMG chúng ta thấy rằng là CMG sẽ có một vùng kháng cự ở vùng 32 và vùng hỗ trợ ở đây hiện tại là vùng 27 27.3. Hiện tại CMG thì cũng chưa có nhiều cái lực lượng để đánh, và như vậy thì nó cũng đang có cái xu hướng đánh ngang ở trong cái biên hẹp. Và bản thân CMG thì Hùng Lê đã phân tích ở trong cái biên hẹp này khá là sớm, thậm chí là bắt đầu từ những cái thời điểm ở đầu tháng 4 tháng 5 này này đã phân tích mã cổ phiếu CMG này, và cái mã này cũng rất là quen thuộc với các anh chị rồi. Thì cứ hỗ trợ chúng ta mua và kháng cự chúng ta bán. Ok. Chúng ta sẽ nói đến một số các cái mã ngành xây lắp. Novaland. Novaland thì đẹp đấy. Novaland hiện tại dòng tiền của tạo lập đang rất là tốt, đang rất là ok. Và Novaland thì cái điểm mà chúng ta phân tích khởi nguồn đó là điểm 52. Cho đến tại thời điểm bây giờ đó là vùng 64. Và Hùng có nói đến cái điểm 64 này là cái điểm rất là quan trọng để chúng ta có thể có hay không một cái ý đồ mà trong cái nhịp này thì đang kỳ vọng Novaland đánh về vùng 70. Bản thân Novaland là một mã cổ phiếu blue chip, nó cũng được gọi là blue chip đấy, nó cũng ảnh hưởng đến rất lớn đến cái tỷ trọng của VN Index và VN30. Thế thì Novaland khi mà đánh lên dốc như thế này thì đẹp đấy, nhịp này là kỳ vọng về 70. Thì các anh chị mà đã đang nắm giữ Novaland, bởi vì Novaland là chúng ta đã phân tích ở những nhịp sâu sâu như thế này thì về vùng 64 là kháng cự, thì chúng ta có thể ra 50% hàng, và bây giờ vẫn còn hàng thì chúng ta sẽ xem những cái ý đồ ở đây, và cái vùng giá 64 trở thành một cái điểm hỗ trợ rất là đẹp của Novaland. Cô Tích Công CTD là một cái mã cổ phiếu như thế nào các anh chị? Vùng kháng cự của nó 80. Và bản thân Cô Tích Công thì chúng ta đã có những cái đánh giá ở trong thời điểm hiện tại, đó là nó đang bẻ pha và chuyển từ một cái pha xu thế giảm trung hạn và sang một cái kênh xu thế tăng, cũng là kênh xu thế tăng trung hạn. Và chính vì cái việc đảo pha nên là cái gì các anh chị? Nên là chạm kháng cự thì chúng ta cứ mang hàng ra chúng ta bán, chạm hỗ trợ thì chúng ta cứ mua vào. Ở trên một cái trend tăng bao giờ nó cũng thế, nó sẽ có những cái điểm trả cung, sẽ có những cái điểm mà sẽ trả về những cái điểm vị thế ở đằng dưới. Thì đối với Cô Tích Công, đúng không ạ, trong các cái clip phân tích, bản tin phân tích, chúng ta dò ra cái vùng 64 đến vùng 66, 64 đến vùng 66 đây, hồi phục lại thì đây, bây giờ hồi phục lại đến như này thì đã khuyến nghị trong team là vùng 80. Hình như thế Cô Tích Công khoảng vùng 80 là canh chốt được rồi, chốt thôi, bởi vì đến cái vùng này thì như vậy là xu hướng cổ phiếu, và thậm chí có thể là nó sẽ kéo lên đến vùng 85, nhưng mà nói chung đến vùng 80 chúng ta sẽ chốt đi một phần đó, cổ phiếu chỉnh giảm lại thì chạm kháng cự thì có hai cách, một là kéo bút lên luôn, hai là chạm đó và sau đó thì sẽ đi kiểu này đó, thì đi kiểu này thì thị trường chung nó phải ok, đúng không? Còn nếu thị trường chung mà chưa ok thì nó sẽ tích lũy đi ngang tiếp. Và Cô Tích Công cũng như vậy, một mã cổ phiếu mùng đánh giá rằng là nó đang có những điểm chuyển pha xu thế trung hạn, nên là các anh chị lưu ý. Về VCS, VCS trong thời điểm hiện tại là yếu, ông này yếu, và cái vùng hỗ trợ của VCS thì khoảng ở vùng 52.5, và vùng kháng cự trong ngắn hạn ở đây là khoảng vùng 68, và biên cũng có thể tính cái biên tích lũy trung bình quanh vùng 60 đến vùng 62, và như vậy là VCS trong tuần thì đã lấy lại được cái vùng biên tích lũy. Thì cũng có thể là sang tuần tới VCS sẽ có những cái điểm tăng, nhưng mà cái điểm tăng của VCS thì cũng không thực sự là mạnh. DG đất xanh. Đất xanh giảm rồi các anh chị, đất xanh giảm như vậy là sau khi mà bị gãy vùng ở trên này thì chúng ta tìm cái vùng hỗ trợ của đất xanh ở đây, đó là vùng 9, vùng 8.9 đến vùng 9.5, và biên trung bình ở đâu đây, biên trung bình ở đây khoảng vùng 9.19, 9.2 gì đó. Thì cái câu chuyện là đất xanh ở trong tuần vừa qua thì nó đã lấy lại được cái biên tích lũy, chứ nó không có cái câu chuyện là bị đẩy sâu xuống, bị gãy sâu xuống. Còn trong cái trường hợp mà bị gãy sâu xuống thì nó sẽ đi đến vùng 7. Những cái tín hiệu của đất xanh ở trong 3 phiên kết tuần thì đất xanh nó sẽ có xu hướng test lại ở vùng 9.19 đến khoảng tầm 9.2.
Trong tuần tới và chúng ta sẽ quan sát tiếp ở cái biên ở cái này để chúng ta có thêm cái định lượng là cổ phiếu có tích lũy được không. Nếu tích lũy ở vùng này thì có thể mắc kéo lên vượt vùng 10, vùng 9.2 mà cũng gãy thì kéo mắc lên được khoảng tầm vùng 10 đến vùng 11. 10 đến vùng 11. LDG thì cũng như vậy, LDG là khi LDG bị mất mốc 6 á, thì thường là cổ phiếu này sẽ có cái xu hướng mà chạm lại cái vùng hỗ trợ nó sâu hơn, nó là khoảng vùng 5.17, 5.18 là cái vùng hỗ trợ ở đây. Và trong tuần trước thì cổ phiếu này đã chạm về cái vùng hỗ trợ này, và tuần này thì LDG đang tăng lên và cái vùng kháng cự của nó là vùng 6. Thì thường khi chạm đến kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ nhì nhàng thôi, và thời điểm này thì LDG cái lực cầu nó cũng không thực sự là mạnh, không thực sự là khỏe, nên khả năng là cái xu hướng đi mạnh thì nó cũng sẽ chưa có, mà cái xu hướng chủ yếu là tích lũy chủ đạo đi ngang ở quanh vùng 6 6 để có thêm những cái định lượng tiếp theo. Đạt Phương DPG, kết quả kinh doanh của Đạt Phương thì khá là ổn áp, tuy nhiên là giai đoạn này thì tạo lập không có nhiều, không có dành nhiều cái sự quan tâm đến cổ phiếu Đạt Phương, chính vì vậy nên là Đạt Phương vẫn tiếp tục có những cái yếu tố đi ngang, và ở cái vùng đi ngang dự kiến quanh 20 cũng chưa có cái gì thay đổi cả. HDC thì như thế nào? À, lực cầu đang tốt ở đây. HDC trong một trận đánh gần đây, nó là chúng ta nói đến vùng kháng cự ở vùng 17 đúng không ạ? Và vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 15.3. Thì cái vùng 15.3 này thì cổ phiếu nó sẽ thường sẽ có xu hướng phục hồi lại đến vùng 17. Như vậy là đi được khoảng bao nhiêu phần trăm đâu các anh chị? Về đến cái vùng này thì chúng ta phải tiếp tục quan sát dòng tiền, và với cái tín hiệu dòng tiền như thế này thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng sang tuần tới HDC có thể đánh chạm vùng 17 Hà Đô. HDG cũng là một mã cổ phiếu mà kết quả kinh doanh tương đối là tốt, ổn định, và trong tuần vừa qua thì HDG đã có một cái tuần đánh khá là thành công và gần như là đánh dốc. Chính vì sự đánh dốc này nên là cũng khá ít anh chị có thể tham gia được, thì ông đang quan sát lại vùng 19.5 đến vùng 20, đó là cái vùng mà khuyến nghị các anh chị nếu như mà Hà Đô có những cái điểm trả cung về đây. Sẽ có những cái điểm trả cung về đây thì chúng ta sẽ canh mua, với nhịp này thì kỳ vọng là sẽ đánh chạm lên khoảng vùng 24, tức là về lại vùng đỉnh cũ ở đây. Có vượt được đỉnh hay không thì chúng ta cần phải chờ, nhưng trong nhịp đánh ngắn này thì chúng ta tạm thời kỳ vọng như vậy, vùng 19.5, vùng 20 đánh lên vùng 24. Phân tích mã cổ phiếu HBC. HBC trong thời điểm này thì cũng rất nhiều những anh chị sốt ruột xem là sao mà nó chưa lên được, thì bây giờ là khi mà cổ phiếu mà nó bị giảm á thì nó phải cần thời gian. Và nếu xét về mô hình á thì như vậy là HBC cũng hoàn thành cái sóng xê chỉnh rồi, và nó đi về cái biên ở đây, biên 8.5 đến biên 9, thì khi cổ phiếu đi về cái biên này thì về cơ bản là chúng ta cũng phải quan sát thêm các yếu tố định lượng ở đây, và nếu như HBC vẫn giữ được trên vùng 9 và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định trong tuần tới thì cái nhịp hồi phục nó là còn. Còn nếu lực cầu vẫn tiếp tục mà lình trình đi ngang thì như vậy là cổ phiếu cũng sẽ có thể có cái xu hướng lình trình đi ngang. Đây chúng ta sẽ quan sát tiếp. Hai cái mã cổ phiếu về nhóm ngành xây lắp, ba mã đi, chúng ta nói đến Fecom trước, FCN. Dự kiến sẽ có những cái yếu tố hưởng lợi, nhưng mà FCN thì hiện tại với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì nó cũng chưa thực sự là tốt, và cái biên của FCN ở vùng 9 ở vùng 9.3 sẽ có những điểm trả cung, và không gãy vùng 9 thì cái lực hồi phục ở đây, chúng ta nếu như lực cầu quay trở lại đó, có những phiên cầu như này thì hoàn toàn chúng ta có thể mở mua và đánh lướt T cộng đối với Fecom. Mã cổ phiếu KDH. KDH thì đã được lọt vào cái rổ rồi đúng không ạ? Và lực đánh của KDH ở trong thời điểm hiện tại nó cũng đang rất là tốt, và mục tiêu của chúng ta đang đề cập đến ở vùng 26, ở nhịp này thì đánh gần chạm đến 26. Thì trong trong tuần vừa qua, KDH là đây, chúng ta nói đến cái câu chuyện là nếu mà cổ phiếu này bị gãy 23, nhưng mà trên thực tế là cổ phiếu này đã không gãy 23, và phiên ngày thứ hai thì KDH đã tiếp tục lấy lại được cái vùng 30 23.
Và đây thì nó lại đi về cái vùng kháng cự nho nhỏ này, nên là nó cũng thường thường là nó cũng sẽ bị những cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Dòng tiền thì nó chưa thực sự là khỏe, nên là cái nhịp đánh này thì cũng là một cái nhịp hồi kỹ thuật thôi, thì các anh chị lưu ý chúng ta có thể canh để chúng ta ra hàng. Một mã cổ phiếu VGC, VGC thì VGC nó liên quan đến cái câu chuyện là sát thương vụ MA đối với mã cổ phiếu GEX. Các anh chị nhớ những cái bài phân tích của ông Lê trong cái thời điểm khuyến nghị mua GEX. Và VGC nó có rất nhiều các cái thế mạnh, đặc biệt là thế mạnh quản lý rất nhiều diện tích đất, rất nhiều cái khu công nghiệp ở phía Bắc, ở phía miền Bắc. Thì chúng ta có thể xem thêm các yếu tố cơ bản của mã cổ phiếu này. Và phiên hôm nay thì một cái lực cầu đánh tương đối là mạnh, tương đối là mạnh. Với một lực cầu này thì chúng ta cũng không biết được ý đồ dòng tiền ở đây, nhưng nó có một cái câu chuyện, đó là câu chuyện về đầu tư công, có liên quan đến câu chuyện về VGC. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu và đi sâu, đi sát mã cổ phiếu này trong cái phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới. Và các cái điểm 20.5 đó là điểm mà chúng ta sẽ nói đến trong các cái bản tin và phân tích định lượng tiếp theo. Còn về lý thuyết thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà lực cầu nó tăng mạnh như này thì chúng ta cũng chưa thể phán đoán được cái đường đi và xu hướng tiếp theo. Một cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp nữa là HTN cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông có phân tích và đề cập ở trên team. Thì trong cái thời điểm hiện tại là cái cơ bản của thằng này rất là tốt. Đấy, cơ bản thằng này rất là tốt, và trong một cái nhịp đánh lên ở đây và đánh lên từ vùng 15 và lên đến gần vùng 21, và ở đây thì chúng ta có thể vẽ một cái đường như này. Đó, chúng ta học vẽ mà, thì chúng ta cứ vẽ đi. Và chúng ta chia đôi cái đường vẽ này ra, tức là đang lấy ở cái mốc 17.5, kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ hồi phục và đi lên tích lũy nền từ 17.5 và chờ cơ hội đánh cổ phiếu này thì khả năng là chờ thôi. Dòng tiền tạo lập thì phải chờ thêm một tí nữa, như này nó cũng đang hơi thấp. Rồi chúng ta xong nhóm ngành xây lắp nha các anh chị, hơi dài, và đến tuần 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 sau thì chúng ta có thể sẽ loại bỏ bớt đi một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành xây lắp. Gas, nhóm ngành dầu khí. Thì nhóm ngành dầu khí là một cái nhóm ngành mà nó sẽ có cái sức lan tỏa. Các anh chị chờ một tí, uống ngụm nước đấy. Rồi, ok. Nhóm ngành dầu khí là một cái nhóm ngành rất là quan trọng trong cái câu chuyện là khi mà cái nhóm ngành này đi vào một cái sóng á, thì nó sẽ giữ nhịp cho thị trường rất là tốt. Và đến cái thời điểm hiện tại, gas đang có những cái điểm gọi là điểm tích lũy nền, là những cái điểm tích lũy nền để chuẩn bị có hay không một cái câu chuyện là sóng dài. Đó, có hay không một cái câu chuyện sóng dài thì chúng ta sẽ nói đến gas ở trong cái biên tích lũy ở vùng 64.5. Vùng 64 64.5 đến vùng 70. Đây là vùng tích lũy dài của gap. Đây là vùng tích lũy dài của gap. Và thường chạm hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ bật lên vùng kháng cự, và câu chuyện là có vượt thoát được kháng cự hay không thì với lực đi tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì có khả năng là gap sẽ vượt qua được cái vùng kháng cự 70 này. Gap có mấy cái vùng kháng cự mạnh? Gap có mấy cái vùng kháng cự mạnh ở đây. Và đến cái thời điểm này thì gas cũng sẽ không còn những cái điểm mua đẹp nữa các anh chị, những cái điểm mua đó chính đây. Đó, ví dụ vùng 64.5 các anh chị nhớ đây, là một nhịp nó đánh về đây cũng sẽ có hồi phục này, nhịp đánh về đây đó cũng như vậy có hồi phục. Vậy thì chạm hỗ trợ thì chúng ta mua. Và khi trong những cái phiên hoảng loạn nhiều nhà đầu tư bán ra đúng không? Và chạm hỗ trợ thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua những cái đó. Và trong những cái phiên mà hưng phấn thì phải bán lại cho những nhà đầu tư hưng phấn. PVS PVS đây, PVS cũng đang hình thành một cái xu hướng giảm, và những cái điểm đánh qua đánh lại này thì đấy là những cái thời điểm tốt để cổ phiếu hình thành xu thế. Đó, trong trong lý thuyết Livermore có nói rằng là khi nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi nhà đầu tư giao dịch thì nó sẽ tạo thành thị trường, và chúng ta quan sát cái giao dịch đó để chúng ta đánh giá về thị trường, thì đấy là cái cách mà ổng luôn làm như vậy. PVS trong những cái nhịp mà đánh, mà khi PVS bị gãy cái vùng ở trên này, đó là gãy vùng 12, thì Hùng có đề cập đến vùng khoảng vùng 10 đến vùng 10.3 các anh chị. Và từ vùng 10 đến vùng 10.3 này thì kỳ vọng là cổ phiếu sẽ hồi phục thôi, sẽ hồi phục lại. Và bây giờ thì PVS lại đi vào vùng kháng cự rồi các anh chị nhá, kháng cự rồi, không còn
bánh ngon như chúng ta ăn nữa. Và đi vào cái vùng này, tức là vùng khoảng vùng 10 12 đến vùng 12.5. Vùng 12 đến vùng 12.5 thì có thể là nhiều hàng nó sẽ chốt ở đây, và cái câu chuyện là PVS sẽ đi đi cho đến khi mà chúng ta đi hết con đường đấy, để chúng ta nhận diện một cái gọi là con rắn ngóc đầu, con rắn ngóc đầu ở đây, và cái điểm ngóc đầu đó chính là cái điểm mà PVS sẽ có những cái trận đánh lớn. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ phân tích ở trên room, và nếu mà kịp thì chúng ta sẽ phân tích ở trên 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 bản tin phân tích tuần. PVD, PVD đúng không ạ? PVD ngày hôm nay trong tuần này thì có ngồi lên được trên giá 10. Có ngồi lên được trên giá 10 như vậy là tốt đúng không ạ? Ngồi lên được trên giá 10 như vậy tốt, và có thể là cái nhịp phục hồi này sẽ đi về đến khoảng mắc khoảng vùng 11. Khoảng vùng 11. Còn cái câu chuyện để PVD đi tiếp, nó cần phải đi, và nó cũng vẫn sẽ phải đi thêm. Nó cũng cần phải đi thêm một đoạn dài đằng sau này nữa, đoạn dài đằng sau này nữa, và chúng ta xem ở trên nến tuần xem nào. Đúng rồi, chưa thể cũng đoạn này bắt đầu có những cái tín hiệu về dòng tiền, nhưng nó cần phải đi cũng đi thêm một đoạn nữa là cũng đẹp rồi đấy. Mô hình này là mô hình đẹp rồi, mô hình này là mô hình V kép rồi, V kép là đẹp rồi, và chúng ta chờ ở một con dốc ở bên này, và sẽ có những cái đánh giá tiếp theo về xu hướng của PVD cũng như PVS. Và đây là hai con đầu cơ của ngành P, rất là cục khủng hoảng luôn. Khi nó chạy thì chúng ta mà mua được và chúng ta đón đầu được nó thì cực kỳ sướng luôn, yên tâm là như vậy, và chắc chắn là sẽ đón được. PLX trong thời điểm hiện tại cũng không có nhiều những cái thông tin hỗ trợ về mã cổ phiếu này, dòng tiền tiếp tục bị thanh khoản cạn kiệt. Vùng kháng cự ở đây là vùng 48 và vùng hỗ trợ ngắn, hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này ở khoảng vùng 42.5, 42.5 đến khoảng vùng 43. Như vậy thôi, trong cái điểm ngắn này thôi, chứ cũng chưa có gì đột biến đối với mã cổ phiếu PLX. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu bộ ba, các mã cổ phiếu BSR như thế nào nhỉ? Chưa có gì các anh chị, vẫn là một dòng tiền thanh khoản thấp như này thì chủ yếu là đi ngang thôi. POV kép cũng hoàn toàn tương tự như vậy, những cái lực hồi phục này đưa cổ phiếu này đi về cái vùng 9.5, trở thành một cái vùng kháng cự, và thường là khi đập vào những cái vùng kháng cự này thì nó lại dội lại. Và với một cái câu chuyện là thanh khoản đồng tiền thấp như vậy đó, thì chúng ta sẽ cần chờ thôi, chứ chúng ta cũng không có cách nào khác cả. Như vậy, oi dòng tiền thấp quá anh chị, dòng tiền như này thì không nói lên câu chuyện gì cả. Và những cái nhịp này nếu có đi được thì mắc cũng chỉ đi được lên đến vùng khoảng vùng 7.8 thôi, sau đó thì lại có những cái điểm chỉnh cung, chỉnh trả cung cầu đây thôi. PVB ở đây trong cái nền hỗ trợ 14, 13.5 đến nền 14 và vùng kháng cự, chúng ta đưa về đây đi cho nó đúng với lại thực tế. Và nhịp này thì cũng đánh khoảng vùng 17.5, 17.5 thôi. Đó, thì cơ bản là đi ngang ở trong một cái biên hẹp ở vùng 13.5, vùng 14 đến vùng 17.5 ở trong biên hẹp đối với mã cổ phiếu dầu khí PVB. Dầu khí, chúng ta nói đến ngân hàng Vietcombank. Thì đối với nhóm ngân hàng, hẳn là các chị nhớ là trong các cái phân tích trước đây thì cũng có đánh giá rằng là các cái mã, các cái nhóm ngành đã gần như chạm cái hỗ trợ rất là đẹp, và chúng ta chỉ chờ cái ý đồ tạo lập thôi. Ý đồ tạo lập ở đây có nghĩa là gì? Đó là khi mà ý đồ tạo lập kéo chen long, đúng không ạ? Và khi ý đồ tạo lập có những cái phiên đánh vượt thoát nền đi lên, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta sẽ mua lại. Đối với Vietcombank, khi Vietcombank mất các cái vùng hỗ trợ trên này thì chúng ta dò tìm ở cái vùng 75 đến 76.5. Đây là cái biên hỗ trợ, và trong bản thân trong tuần trước thì Vietcombank cũng đánh ngang, đánh ngửa, đánh dập ở trong cái vùng này, và đến phiên ngày thứ hai đây là cái phiên xác nhận rằng Vietcombank sẽ đánh lên. Và đánh lên thì đến thời điểm hiện tại là Vietcombank đã đánh bươn vượt vượt được cái vùng 80 và đang đi về chạm lại vùng ở đây là khoảng vùng 83.5. Vùng 83.5 là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Tuy nhiên với cái ý đồ tạo lập về dòng tiền và thiên về kịch bản là tuần tới thì sẽ còn cầu long, sẽ còn tiếp tục, nên là có thể là Vietcombank sẽ có những cái điểm trả nhẹ này, trả nhẹ.
Và những cái điểm trả nhẹ cung ở đó thì chúng ta có thể tính toán ở khoảng vùng 81.5 không gãy. Vùng 81.5 không gãy đó là những cái điểm trả cung đẹp để cho Vietcombank có thể hồi phục tiếp và sẽ kéo tiếp, kéo làm sao để nó phù hợp với cái nhịp tăng của thị trường. Tí nữa thì chúng ta sẽ phân tích tổng thể của thị trường. BIDV đó, vùng hỗ trợ dò tìm vùng 34.5 đến vùng 35.5, và trong tuần trước thì cũng như vậy, bit cực kỳ khỏe. Đó là bit không đánh thủng vùng 36, anh chị lưu ý như vậy, bit không đánh thủng vùng 36, và thường là như vậy thôi, không đánh thủng thì cổ phiếu sẽ có những cái nhịp phục hồi. Và với bit là chúng ta sẽ chú ý đến cái câu chuyện ở đây như nào. Chúng ta xem cái kịch bản của ông này đã. Bit là trong tuần vừa qua rất may, đó là bit đánh thủng vùng 38, đây là vùng kháng cự. Thì đang phiên kết tuần thì đang có những điểm test lại ở vùng 38, thì phiên ngày thứ hai chúng ta, tuần tới chúng ta lại quan sát ở vùng này các anh chị nhá. Nếu vùng 38 không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ có những cái điểm ở đây là điểm tích lũy, gọi là điểm tích lũy cấp 2 thành công, thì như vậy là bit hoàn toàn có thể đánh tiếp một nhịp nữa. Và cái nhịp vùng 38 không gãy thì hoàn toàn bit có thể đánh lên vùng đây bao nhiêu đây ta nhỉ? Có thể kỳ vọng bit lên khoảng vùng 4x40. Đó, thì về vùng này là chúng ta cũng canh để chúng ta chốt dần được rồi. Mã cổ phiếu tiếp theo về ngân hàng đó là CTG Công Thương. Thì bản thân Công Thương đây, chúng ta tìm ra cái vùng hỗ trợ của Công Thương, đó là vùng 20 đến vùng 20.5. Đây là cái vùng hỗ trợ mà trong bản thân trong cái tuần mà đánh, gọi là đánh bè đẹp, mà gọi là ý chí đầu nhà đầu tư cá nhân, thì Công Thương cũng không có gãy cái vùng 20.5, mà đi ngang vùng 21, như vậy là khỏe. Thì xu hướng là gì? Xu hướng là nhóm banh đã về những cái điểm tích lũy, và phiên ngày thứ hai đây chính là phiên này Công Thương chính thức rút khỏi cái điểm 21, đó là một cái phiên cho chúng ta tín hiệu vào để chúng ta mua. Với tín hiệu hiện tại của Công Thương thì Hùng nghe đánh giá ở trên tổng quan của nhóm ngành banh thì nhóm ngành banh sẽ phải chỉnh lại một tí, tức là có thể phiên ngày thứ hai sẽ có những cái điểm chỉnh cầu, chỉnh cung cầu, và cái điểm này chỉnh có thể ở vùng 22.2 không gãy, thì đấy cũng là một cái điểm chỉnh kỹ thuật rất là đẹp để Công Thương tiếp tục đi. Và kỳ vọng ở trong nhịp này thì Công Thương có thể đánh chạm lại đến vùng 23 đến vùng 24, nhưng khả năng xu hướng đẹp là có thể về được vùng 24. Còn các điểm mua thì gần như là các anh chị chấp nhận mua ở phiên tuần tới là rủi ro cao hơn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu nó đã chạy đi được một đoạn rồi. Thứ hai là bị chậm về T cộng rồi, đúng không ạ? Và chậm về giá. Đó, còn những anh chị mà đã mua được rồi thì chúng ta sẽ canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận ở những cái target cao hơn đối với mã cổ phiếu Công Thương. Mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB, vùng hỗ trợ mà chúng ta dò tìm ở đây đó là vùng bao nhiêu đây ạ? Vùng 20 đến vùng 21, biên 19, biên 20.5. Trên thực tế thì chỉ có duy nhất một cái cây nến của tuần trước là có kéo về cái biên này thôi, còn lại là trong cái tuần mà nó đánh bầm dập á, đánh bầm dập nhà đầu tư thì nó chỉ đi ở trong cái vùng 22 thôi. Và phiên ngày thứ hai cũng là một cái phiên, đây chính là phiên này xác nhận tín hiệu kỹ thuật hồi lên, và tín hiệu ngắn thì ACB lại đang có những nhịp chỉnh giảm rồi, và vùng 24 đấy chính là trở thành những vùng kháng cự đó. Thì câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là chúng ta nắm được các cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật đó, và các cái điểm kháng cự để chúng ta tránh đó. Khi lên đến 24.5 rồi thì chúng ta mua làm gì nữa các anh chị? Chậm rồi thì khó quá thì chúng ta bỏ qua chứ, tại sao chúng ta lại cứ phải cố đâm ăn xôi làm gì? Và về đến cái vùng 24.5 thì cổ phiếu có thể chỉnh lại về vùng 23, tức là nhóm banh tuần tới sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật xong rồi mới kéo được đó. Và chúng ta sẽ dò tìm các cái điểm chỉnh kỹ thuật đó để chúng ta đánh giá xem là điểm chỉnh kỹ thuật đó có thành công hay không đó, thì lại phải đánh giá trong phiên các anh chị nhé, chứ còn nói trên tuần này thì chúng ta cũng chỉ nói ở một góc độ tổng quan như vậy thôi. MBB ok, MBB thì đây, vùng hỗ trợ của MBB là vùng 15 đến 15.5, và có thể hồi phục mắc của cổ phiếu MBB có thể đi lại đến đây. Vùng này là vùng bao nhiêu đây ta? Khoảng vùng 16.5 đến vùng 17. Vùng 16.5, vùng 17. Và MBB thì một cổ phiếu nó hơi nặng, chính vậy nên là cũng không yếu lắm.
Techcombank, HDBank, Techcombank hết cơ hội. Đó, chạm về đến cái vùng này là thôi rồi. Hàng nó lại mang ra nó chốt vùng 19.5 đến vùng 20, bởi vì bản thân đây là cái vùng hỗ trợ thì khi mà nó bị gãy ở nó thì nó sẽ bị rơi lại thôi. Và những đây những cái điểm hồi phục này thì đối với Tech thì Hùng đã đánh giá rồi, nó không thực sự là tích cực, và có chăng thì chờ đến cái vùng sâu sâu dưới này ông về thì tôi đánh, còn không về được thì thôi, chứ những cái điểm lưng chừng như thế là cực kỳ hạn chế. HDBank như nào anh chị? Tốt rồi, đúng không ạ? Vùng hỗ trợ đây, đặt như đặt luôn, 22.5 đến vùng 23. Trung bình của nó là vùng 23, và như vậy là trong nhịp này thì HDBank đang hồi phục. Các anh chị lưu ý là HDBank vùng kháng cự mạnh là vùng 28, tuy nhiên là lên được đến cái vùng đó thì 26.5, đó, vùng 26.5 cộng đến vùng 27 là chúng ta có thể té được rồi. HDBank cũng như vậy thôi, nói chung là nhịp này chúng ta chốt đi, đánh ngắn để ăn được một cái nhịp nho nhỏ xinh xinh. VPBank đây, hỗ trợ của VPBank đây, không có gì thay đổi, 19.5 đến 20. Và như vậy là kháng cự ngắn của VPBank ở đây chưa vượt qua được các anh chị ạ. Kháng cự ngắn của VPBank đây. Kháng cự ngắn của VPBank ở đây đâu đó khoảng vùng 22 chưa vượt qua được, và có thể sang tuần đó thì VPBank cũng sẽ có những nhịp chỉnh lại về quanh vùng 21 ở đây. Không gãy thì như vậy là cái cơ hội để mà VPBank đánh tiếp một nhịp nữa. Đó, nó phù hợp với nhịp tăng của thị trường chung thì chúng ta sẽ phải cần thêm định lượng của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Chúng ta sẽ phân tích tiếp ba cái mã cổ phiếu banh. Nó bé trong cái nhóm gọi là hơi bé hơn một tí, STB rất nhiều anh chị quan tâm. Thì đối với STB lên đến cái vùng 10, lên đến cái vùng 10.5 đến 11 mà rất nhiều anh chị cứ hỏi Hùng có mua được không, sao khó thế. Đến cái vùng này chính là vùng kháng cự của nó rồi các anh chị, vùng 10.7 này này. Thì thường là khi cổ phiếu chạm kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test lại nền đó, hoặc là test lại một tí ở dưới này, còn STB thì xu hướng là test rồi, không đâm qua được nữa, và đến cái vùng biên 10.5 này là nó đã bị nghẽn lại rồi. SHB trong thời điểm hiện tại đang còn là xu hướng là đi vào cái downtrend ở cái vùng ở đây thì vẫn còn những cái lực đánh, và những anh chị nào mà chúng ta có SHB thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt thôi các anh chị. SHB cũng không còn cơ hội nữa đâu. Liên Việt Postbank. Mã này thì vùng hỗ trợ của nó là vùng 7.78 và vùng kháng cự là vùng 9.5, thì cơ bản ở trong đoạn này thì nó cũng đang đánh ngắn thế này thôi, dòng tiền cũng chưa thực sự là mạnh. Mã cổ phiếu VIB mới là một cái mã cổ phiếu mà phải nói đến cái có gọi là cái lực đánh rất là mạnh và khá là tốt. Khi cổ phiếu này hoàn thành vùng 20 thì chúng ta tiếp tục dò tìm cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là khoảng vùng giá 18 và điểm sâu hơn ở nó là khoảng vùng 17.3. Thì cổ phiếu này về đến đây thì đã có những cái tín hiệu tích lũy nền, và phiên ngày thứ hai là một phiên xác nhận, và hình như là có một phiên này không biết là có ảo hay không này. Check lại không biết là có đến giá 22 không, nhưng mà lên đến gần 22 này thì nó bị tụt lại, và khả năng nếu với nến như thế này là có kéo lên đến giá 22, gần giá 22 và sau đó nó bị tụt lại anh chị nhé. Còn nếu mà một cây nến đỏ dài ấy, thì mới là nến ảo, chứ còn nến này là nến có kéo lên đến vùng 22. Và bây giờ thì vùng 20 và những cái điểm mua ở trên này thì nó không còn, chúng ta chỉ bắt lại trong cái kỹ thuật đó là chúng ta bắt lại những cái điểm mà trả cung ở dưới này thôi. Chúng ta phân tích tiếp ba mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán SSI. Đối với SSI, vùng hỗ trợ của SSI ở đây đó là vùng 13 đến vùng 13.3 sau chia, và vùng kháng cự thì vẫn hoàn toàn tương tự như vậy là vùng 15. Tức là từ ngày xưa là hình như là nói đến vùng 16 sau chia. Trước chia 15 16 gì đó. Thì đây vẫn là những cái vùng kháng cự mạnh. Với SSI thì trong tuần nó cũng khá là ok khi mà nó đánh vượt thoát lên được vùng 14. Vùng 14 thì hoàn toàn tương tự, đó là cái nhịp đánh chung của nhóm ngành chứng khoán và nhóm cổ phiếu banh, đó là ngày tuần tới thì sẽ có những cái điểm trả cung và chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 14.
ở vùng này không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì lại khoảng 5 đến 6 triệu một cổ phiếu một phiên thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái đường đi tiếp theo, một cái trend tăng giá của SSI. HCM thì cũng hoàn toàn tương tự như SSI, đó là trong tuần vừa qua thì nó đã đánh về lại cái biên 15, biên 16 và đánh thủng được cái vùng ở đây. Đánh thủng được cái vùng ở đây là khoảng vùng 17. Thì hiện tại là hai phiên cái tuần là đang có những cái điểm test lại vùng 17 thì chúng ta cũng hoàn toàn phải quan sát cái tín hiệu tiếp theo ở cái vùng 17 này để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Đối với nhóm ngành chứng khoán thì vẫn là một cái nhóm ngành mà năm nay cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của 2020 nó sẽ hoàn thành. Bởi vì các anh chị cũng nhìn thấy là cái khối lượng khớp lệnh của toàn thị trường, toàn duy trì, toàn trên 200 triệu cổ phiếu. Thì như vậy là các công ty chứng khoán sẽ là những người mà được hưởng lợi từ cái hiệu ứng dịch Covid. Nôm na nó là như vậy. SSS thì cơ bản là cũng sẽ có những cái lực hồi phục lại từ cái biên, ở đây là biên 9.8.5 đến 9.2. Và những cái lực hồi phục ngắn đây thì cũng đang phải đảo qua đảo lại, bởi vì là sau những cái phiên mà bị bán mạnh như này thì cổ phiếu cũng sẽ cần thời gian để hấp thụ hết cái lượng hàng. Và mắc ở trong cái nhịp này thì cũng có thể tính toán được đến đâu đó khỏe thì nó sẽ đánh được khoảng tầm về vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.8 ở đây. Và sau đó sẽ có những nhịp trả cung trở lại đây đối với SSS. CTS thì cũng đang lực cầu đang khá là thấp và nó đi lưng chừng như thế này. CTS thì vùng hỗ trợ là vùng 5.5 đến vùng 6. MBS, vùng hỗ trợ của MBS ở đây đó là vùng bao nhiêu? Vùng 8 đến vùng 8.3. Trong tuần thì MBS cũng đã có những điểm tăng và những cái điểm tăng này thì cũng đang có cái đà chứng lại và sẽ có những cái nhịp test chung với nhịp banh và chứng khoán trước khi mà có một cái đào phục tiếp ở đây, đúng không? Có một cái mã cổ phiếu mới lên BVB, cũng nhiều anh chị có hỏi Hùng cái mã cổ phiếu này, và cổ phiếu này lên sàn thì là kéo một phát lên đến tận vùng 20 và sau đó đổ sàn, đổ thì bây giờ nó hình thành nên một cái biên ở đây, nó là ngân hàng, nó là một cái ngân hàng mà nó có công ty chứng khoán VCI ấy, bản Việt á, 10 và 9. Ok, cổ phiếu sẽ cần thời gian, đó, nó sẽ cần thời gian để tích lũy siết chặt lại ở cái vùng này và ở khoảng cái biên 9.5 thì chúng ta sẽ quan sát lại những cái sự vận động của cổ phiếu này ở quanh đây. Về lịch sử tạo lập của VCI ấy, thì nó cũng sẽ rất là tốt và cũng có thể là đây VC đây các anh chị nhé, nó cũng rất là tốt và chính vì vậy nên là BVB cũng không nằm ngoài cái yếu tố tạo lập đó, nên là chúng ta sẽ quan sát thêm đó, khi lên sàn xong thì đẩy và xong một cái nền tích lũy nó cũng tương đối là ổn định ở đây, đúng không ạ? Và sau đó thì lái đánh piu phát lên luôn. Vậy có hay không cổ phiếu BVB đó thì chúng ta chờ thôi, đúng không ạ? BVB chúng ta chờ thôi. Còn VCI thì đây, nó cũng chỉ như vậy thôi, vùng 20 và vùng 24, đợt cái nhịp lên đến 24 này thì đã khuyến nghị chốt rồi này. Đó, cái mũi tên đỏ này là khuyến nghị chốt rồi các anh chị nhé. Đó. Qua xong nhóm ngành chứng khoán, nhóm banh, đến ngành thép, thì đến thời điểm hiện tại ngành thép cũng là một ngành được hưởng lợi từ đầu tư công. Câu chuyện đầu tư công đang rất là nóng. Và nó nóng ở những cái mã cổ phiếu nào thì Hùng đã phân tích ở trên này, ví dụ như mã cổ phiếu C4G. Còn trên bản tin tuần thì Hùng không có phân tích, bởi vì cái này nó cũng hơi nhạy một tí nên là chúng ta sẽ không phân tích ở trên video. Hòa Phát, đối với Hòa Phát là một ông đầu ngành thép rồi, và khi cái câu chuyện đầu tư công quay trở lại thì cái sản lượng ông này ông bán được cũng sẽ là tương đối tốt. Và cái câu chuyện ở đây đó là dòng tiền tạo lập. Thì trong một cái nhịp mà Hòa Phát đánh đó, bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện sau chia. Còn trước chia thì các anh chị ở vùng kháng cự 23.5 và cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 20 đến vùng 21 và biên ở 21.5. Thì trong cái tuần mà đánh cho nhà đầu tư bầm dập thì gần như Hòa Phát cũng chỉ đi về trên cái biên 21 đó. Và cái phiên ngày thứ hai khi đó là
phiên kết tuần của Hòa Phát là Hòa Phát đang đóng cửa khoảng vùng 21.7 phiên ngày thứ hai. Đây là một phiên mà tiền vào. Đây là một phiên tiền vào và đây là một cái phiên mà Hùng đã có những cái đánh giá về trend long dài của phái sinh đã thành hiện thực, xu hướng hồi phục hiện thực. Chính vì vậy nên là cổ phiếu này tiền nó vào như này và nó kéo đi. Thì câu chuyện là đến thời điểm hiện tại là Hòa Phát đã kéo xong cái nhịp, hoàn thành cái nhịp kéo qua 23.5. Và hai phiên kết tuần đó là hai phiên test tích lũy rất đẹp của Hòa Phát. Và cái vùng 23.5 này thì cũng đã hướng đến cho rất nhiều những anh chị em trong team của Hùng Lê là chúng ta sẽ canh để chúng ta vượt lại. Nhưng mà đến phiên ngày hôm nay thì một số anh chị là không chịu được nhiệt nên là đã phải mua lại ở vùng 24, mua ở vùng 24, 23.5 nó vẫn chưa. Hôm qua có 23.8 thì như là một số anh chị có nhặt được. Thì cái câu chuyện Hòa Phát nó tăng thì nó cũng cơ bản là nó nhiều yếu tố, chứ còn lại đầu tư công thì cũng chưa thấy đâu, nhưng mà chủ yếu là tin tức thôi và yếu tố về dòng tiền. Thì Hòa Phát sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên nữa, tức là có thể phiên ngày thứ 2, phiên ngày thứ 3 test quanh vùng 24, lực cầu quay trở lại đánh vượt thoát vùng 25. Thì như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta canh, để chúng ta chốt Hòa Phát ở những cái target cao hơn đối với Hòa Phát. Hoa Sen HSG là tuần trước rồi, ngay đầu tuần là đã khuyến nghị là lên thuyền rồi HSG. Bởi vì tại thời điểm đó thì 5 ngày trước đã khuyến nghị là nhìn thấy cái dòng tiền bắt đầu quay trở lại đánh ngành thép. Và các anh chị nhìn này, cái lúc mà chụp cái nến đó thì cái nến của Hoa Sen nó đang bé tí tẹo này. Nó bé tí tẹo xanh xanh ở đây này, mà bây giờ chúng ta nhìn cái nến bé tí tẹo xanh xanh nó nằm ở đâu. Đó, cây nến bé tí tẹo xanh xanh đó chính là phiên này. Thì khi mà Hùng nhận diện á, thì khi đó bé tí tẹo xanh xanh là nó ở đây này, tức là lúc đó giá nó khoảng tầm độ 9.7 này. Soi lại cái, đúng rồi. Đó, anh nhìn được một cây doji đỏ này, sau đó cây tí tẹo xanh xanh nó mới nằm một nửa phần hai cây doji ấy. Mà đến kết phiên cái thì coi như là ông Mãnh này là ông ấy lấp luôn cả cây doji đỏ, đúng không ạ? Đó, tức là những cái thời điểm Hùng phân tích nó là những cái thời điểm mà rất là sớm. Khi chúng ta nhận diện thấy những cái dấu hiệu như vậy, đó là những cái cơ hội vàng để chúng ta tham gia cổ phiếu. Thì đấy là những cái giá trị mà khi các anh chị về với hệ sinh thái trong team của Hùng Lê, vừa có chứng khoán cơ sở, vừa có chứng khoán phái sinh, vừa có team đi lệnh và vừa có những cái phân tích định lượng rất là ok. Và đến phiên ngày hôm nay Hoa Sen đã về đến tài khoản. Thì vùng 11.5, vùng 11 và vùng 11.5 đó là vùng kháng cự mạnh. Thì chúng ta dự kiến là sẽ bán đi khoảng 50%, đúng không ạ, vùng kháng cự và ôm lại 50% nữa để chúng ta xem là ông có đánh vượt thoát được vùng 11.5 không, và thậm chí là đến vùng 12 không. Thì cái câu chuyện là chúng ta luôn luôn có tiền mua, luôn luôn có tiền chốt lãi và luôn luôn chủ động như vậy thì nó sẽ rất là ok. Nam Kim NKG cũng như vậy. Nam Kim là cái thời điểm mà chúng ta nói đến Nam Kim á, là nói đến cái vùng ở đây đó là vùng 5.5 đến vùng 6. Và cái vùng này không phải bây giờ tuần này mới nói, mà tuần trước đã nói rồi, đã nói đến cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu rồi. Thì tại sao chúng ta lại nói đến cái vùng hỗ trợ để làm gì? Để mua, để canh mua. Chúng ta yêu thích rồi thì chúng ta canh ở cái vùng hỗ trợ này hoặc trên. Tức là cái vùng hỗ trợ là Hùng đưa ra một cái khoảng như vậy thì các anh chị đừng có máy móc rằng là cứ phải về đến nó mới mua. Hoặc là có thể là chấp nhận mua cao hơn một tí, hoặc có thể là đến vùng hỗ trợ rồi nhưng cổ phiếu lại tụt vùng hỗ trợ một tí. Thì đấy là câu chuyện mà chúng ta linh động thôi, chứ còn không ai đặt được giá như đặt đâu các anh chị. Các anh chị bảo là làm sao để mà giá như đặt được, đúng không ạ? Và Nam Kim thì như vậy là chúng ta sẽ về đến khoảng vùng mắc ở 7.5 ở trong nhịp đánh này. Về đây các anh chị chủ động, các anh chị ra hàng, điểm mua không còn nữa, Nam Kim điểm mua không còn nữa. Đó, điểm mua là cái điểm mua chính là cái điểm phiên thứ hai. Đó, thì đây cái nến xanh này là kết tuần, đây điểm mua đây, đúng không ạ, là phiên này chúng ta mua, bởi vì chúng ta đánh giá rằng thị trường hồi phục mà, và chúng ta đánh giá rằng là thị trường trend long mà, phái sinh long thì đấy là điểm mua. Nôm na là nó là như vậy, và đến bây giờ là những cái điểm mà chúng ta canh chốt đối với thép rồi. Hết thép rồi, hết chứng khoán rồi. Bây giờ là 1:13, ok, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ nói nhanh qua một số các mã cổ phiếu hơi dài đó các anh chị, hơi dài. Ok, nói nhanh thôi.
PTB vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 40 đến vùng 42, và hiện tại thì PTB có một cái nhịp hồi phục ở trong tuần vừa qua, và trong cái cách mà nhịp hồi phục thì chạm về vùng 47.5 đến vùng 48 là kháng cự, thì cổ phiếu sẽ có những nhịp chỉnh trả lại, anh chị lưu ý. Mã cổ phiếu CVT là một mã cổ phiếu mà bắt đầu tính toán đến những cái điểm mua ở trong cái tuần vừa qua. Và khi CVT đang có một cái cây nến tăng rất là đẹp, và sau đó thì có những cái điểm test như này, là những cái điểm test đẹp của CVT ở quanh vùng 19, thì từ vùng 19 này hoàn toàn có thể kỳ vọng sẽ CVT sẽ bắt đầu hình thành một nhịp tăng ở đây, và chúng ta sẽ đề phòng thêm nếu như có trường hợp bị trả cung sâu, đó là ở khoảng vùng 18.5 đó. Chúng ta lúc đánh là chúng ta bao giờ cũng phải phòng thủ anh chị nhé, thêm phòng thủ, tức là có nghĩa là chúng ta mua ở cái điểm này khoảng 30% thì chúng ta có thể phòng thủ thêm những cái điểm ở dưới thêm khoảng tầm 20% nữa, trường hợp cổ phiếu rơi vào đấy chúng ta vẫn có thể có tiền để cân đấy. CVT, chúng ta sẽ nói đến LTG. TLG anh chị. TLG tập 1 đã đánh rồi, rất thành công ở cái vùng ở đây, đó là cái vùng 32.5 và mục tiêu 38 hoàn thành rồi, sau đó cổ phiếu chỉnh giảm lại đi vào vùng tích lũy tập 2. Thì cái vùng tích lũy này á, nó không thể đi, nó sẽ không thể hồi phục nhanh lên được, và nó cần thời gian để nó tích lũy ổn định lại ở những phiên này. Đó thì ít nhất là nó phải đi 1 đến 2 tuần. 1 2 tuần để quanh vùng này để nó tạo nền, và ai muốn bán thì bán đi, ai cầm lại thì cầm cầm tiếp, và sau đó thì có thể sẽ bắt đầu một cái nhịp ở bên này. Và đối với TLG Thiên Long thì đây là giai đoạn hình thành điểm bẻ gãy pha xu thế trung hạn, và chính vì vậy nên là chúng ta cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua và chạm kháng cự tạm thời chúng ta sẽ bán đối với cái mã cổ phiếu này như vậy. BFC thì đối với BFC là một mã cổ phiếu mà trời ơi quá là quen thuộc, và nhiều anh chị bảo là ôi rồi Hùng ơi chán quá rồi không biết làm thế nào, nhưng mà các anh chị phải biết là khi mà một mã cổ phiếu mà nó bẻ để bẻ được pha xu thế nó cần rất nhiều thời gian, và cái thời gian mà nó của BFC nó đang đi ở đây, và chúng ta sẽ đánh giá rằng BFC có cái vùng hỗ trợ 11 đó, vùng 11 nó có sao đâu các anh chị, nếu mua vùng 11 3 tháng nay cũng trả lãi trả lỗ, 11 mà lên 13 thậm chí là còn có lãi một tí, mà cùng lắm mà tụt xuống 9 đó thì nói chung là lãi bằng lỗ đấy. Thì cái vùng này chính là cái vùng cân bằng để chúng ta đánh giá một cái kênh chuyển pha xu thế trung hạn, và khi BFC chuyển thành công cái pha xu thế trung hạn rồi á thì khi đó thì thôi rồi, khi đó thì lại ơi giờ ơi sướng quá. Thì câu chuyện là khi cổ phiếu mà nó đánh ở cái pha xu thế này thì các anh chị chúng ta phải kiên nhẫn, bởi vì đây là một cái mã cổ phiếu về phân bón đúng không? Rồi EVFTA có rồi thì phân bón nó sẽ có những cái tác động gì đối với ngành nông nghiệp, ví dụ như vậy. Đấy là những cái gợi ý nho nhỏ các anh chị nhé. Tiếp tục mã cổ phiếu PAC. Con PAC này cũng thế, rất nhiều anh chị bảo ôi rồi mệt mỏi quá em ơi. Thì cái câu chuyện là mệt mỏi hay không thì đó là tùy các anh chị. Bởi vì khi chúng ta có phân tích, đó là phân tích một cái nền hỗ trợ của cổ phiếu, đó là nền 20 đến nền 21, và nếu như các anh chị tuân thủ những cái phân tích của Hùng thì cũng gần như là chưa 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 bị lỗ đó, gần như là chưa bị lỗ đó. Và đây cũng là một cái giai đoạn mà con tắc này nó cũng như vậy, nó cũng đang phải hình thành, nó quằn quại người các anh chị đó, mình phải đồng cảm với nó. Nó quằn quại người để nó chuyển thành một cái pha xu thế tăng trung hạn rồi nó mới tăng đẹp đẽ cho các anh chị được chứ, đúng không ạ? Nên chúng ta cũng phải kiên nhẫn thôi. BFC mã cổ phiếu HAX cũng đã có một nhịp đánh thành công ở đây đúng không ạ, tăng lên vùng 14 hoàn thành rồi, bây giờ lại về lại đây các anh chị, về lại đây thì cơ bản là đấy, tuần vừa qua có điểm mua đẹp 11.5, ít nhất là có lãi, không biết lãi ít hay lãi nhiều, chấm hết. Cổ phiếu TDM là một cái mã cổ phiếu về ngành nước, và cổ phiếu này thì có đặc tính là đi chậm đi chắc. Mục tiêu thì đâu đó ở khoảng vùng 26 thôi, vùng 26 đến thời điểm này là cũng chưa lên được 26, thì có thể TDM đang có những nhịp test ở đây này, và những nhịp test này thì có thể tính toán ở một cái góc độ khoảng quanh nền 24. Không gãy thì lực cầu tiếp tục quay trở lại và sẽ kéo cổ phiếu này đi. Ông này thì ông cứ lủng lẳng ông đi thế thôi, ông ấy cũng không đi dốc cũng không đi nhanh, đi nhanh lững thững đi. Mã cổ phiếu HCD, HCD thì đầu cơ,
Nhưng mà cái đoạn này thì đang nhìn thấy là hình thành một cái kênh xu thế của cái ông đầu cơ này mà ông đánh vượt là kinh khủng. Và cái vùng hỗ trợ của HCD 2.87 đến vùng 3, lưu ý cổ phiếu đầu cơ chúng ta mua ít. Hiện tại thì cái trend của HCD thì cũng đánh giá đang rất là đẹp, và biết đâu đó là một cái ngày đẹp trời nào có đánh vượt thoát được vùng 4. Đánh vượt thoát được vùng 4 là coi như xong. Nói chung là hoặc là thậm chí là không cần đến vùng 4 đâu. Chỉ cần đánh vượt thoát được khoảng cái vùng 3.76, 3.8 này này. Đó. Ông đánh được vượt thoát cái vùng này và chúng ta nhìn ở trên trend tuần thì nó rất là đẹp. Đó. Trend tuần là gần như là chuẩn bị lực để đánh rồi. Mã cổ phiếu GTN cũng nhiều anh chị quan tâm, và GTN đến thời điểm hiện tại thì cũng khuyên là các anh chị chúng ta có hàng thì chúng ta chốt. Bắt được thì chúng ta chốt thôi. Còn cái vùng 25.5 đến vùng 26, 25 ở đây này là cái vùng nói chung là nó cũng kháng cự mạnh rồi. Và thôi, ngọn cây thì chúng ta đừng có tham. Nếu mà ai tham thì cứ tham, còn những anh chị mà đã nghe những cái bản tin cùng Lê rồi thì chúng ta bớt tham đi. Bởi vì là nó cũng mệt mỏi đấy. DHC một mã cổ phiếu đúng không ạ? Chúng ta nói rất nhiều đến mã cổ phiếu này. Nó cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt, và ở cái mô hình này thì cái mô hình gọi là cá trên ao. Cũng khá là đẹp, trong tuần có một phiên đánh mạnh lên và mục tiêu bây giờ sẽ chạm ở khoảng vùng 46. Nếu chúng ta xét ở trên trend tuần thì cũng gần như cổ phiếu này không có cái vùng cản nào nữa cả. Và cái câu chuyện là không còn cái vùng cản nào nữa cả thì lái tạo lập mà kéo đi đến đâu thì chúng ta sẽ biết đi đến đấy thôi. TNA thì đoạn này lại đang đánh hơi kém nhé. TNA trong nhịp này biên ở vùng 15.5 đến khoảng vùng 18, và hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. Như vậy là chỉ có đánh ngang ở trong cái vùng này thôi, và chúng ta cũng canh để chúng ta chốt mua, chốt ở những cái nhịp ngắn đối với TNA. Dòng tiền hiện tại thì đánh nó đang hơi rời rạc. Đó, hơi rời rạc nhưng không sao cả, các anh chị cứ thử tính xem nào, nếu chúng ta mua cứ cho là ấy đi, đẩy cái này lên đây tí xem nào. Cứ cho là mua ở vùng 16 đi mà lên được vùng 18, 3. 3 trên 16, 3 trên 16. Ô cũng được 18% các anh chị ạ. Kinh khủng đấy chứ, có ít đâu. 9% là đã cười phớ lớ rồi. À 8%. Mục tiêu của ta bây giờ nhịp 1 là 8% đó. Thì như vậy là nói là biên ngắn thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta căn ke ở vùng ở đây là vùng 15.5 đến vùng 16, nếu như mà chúng ta đã theo dõi một cái mã cổ phiếu nào đó, nắm vững cái tính cách của nó và chúng ta căn ke những cái giá mua đẹp á, thì 90% nó rất là ok luôn. Đó. Chúng ta sẽ nói đến một cái ngành ngành cảng biển. 1:22 VSC. VSC thì ok, như vậy là chúng ta nhìn thấy đây một cái trend đó, khi chúng ta phân tích một cái trend cổ phiếu nó tăng dài thì nó rất là ok. Và đến đến thời điểm hiện tại, thì cái vùng đã vượt thoát cái vùng ở đây đó là vùng 32 à 30. Và khi vượt thoát vùng 30 rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng đánh từ vùng 30 lên vùng 34, thì đây là một cái nhịp đánh rất là đẹp của mã cổ phiếu VSC. Tiếp theo là mã cổ phiếu H H AH, cổ phiếu này cũng đã khuyến nghị mua và kỳ vọng sẽ đánh và đánh tương bừng. Đó, vùng hỗ trợ khuyến nghị ở đâu đó khoảng vùng 9.7 đến vùng 10. Và cổ phiếu này thì chúng ta cũng đã có những cái nhịp là đánh ngang đánh ngửa và ở đâu đó ở khoảng vùng 10.5. Nôm na là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mua để tích lũy. Đó, mua để đón đầu một cái trận đánh lớn của HAH. Đó, đánh đầu một trận lớn của HAH, và chỉ cần HAH vượt vùng 11 thôi và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì khi đó nó sẽ trở thành một cái mã cổ phiếu mà đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi, các anh chị cứ chờ đi. Một cái mã cổ phiếu nữa liên quan đến ngành vận tải cảng biển GMD, GMD. Mã cổ phiếu này cũng đã khuyến nghị trên room mua xúc xúc và xúc. Ở trên chúng ta nhìn ở trên một cái kênh tổng thể của cổ phiếu này, đó là cổ phiếu này cũng đang đi vào một cái trend rất là dài, và sóng giảm 1, sóng hồi 2, sóng hồi B và sóng giảm C xong rồi các anh chị, và bây giờ đang chờ đợi một cái
cũng gọi là chờ đợi bên kia con dốc, ở bên kia một bến bờ đó hạnh phúc đó, đúng không ạ? Bến bờ hạnh phúc lắm. Rồi xem nào, nó như nào. Thì bên bến bờ này chúng ta sẽ nói đến câu chuyện của GMS ở khoảng, tức là đẹp nhất đó là bây giờ đang dự phòng hai vùng giá 19 và vùng 20. Thì vùng 20 để không bị lỡ nhịp thì quanh vùng 20 chúng ta trao một nhát, và có thể nếu như đẹp nhất được nữa là có vùng 19. Thì chúng ta trao nhát thứ hai, và trao được hai nhát này thì đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Tại sao lại đẹp? Thì GMS làm ngành nghề gì, có những lợi thế gì, thách thức gì trong 6 tháng cuối năm, các anh chị tự đọc, tự tìm hiểu, tự phân tích. Hùng chỉ gợi ý đến thế thôi. Cảng biển xong. TDM, dệt may chúng ta chỉ phân tích mỗi mã cổ phiếu TDM thôi. TCM, xin lỗi, TCM lẫn rồi. Trong ngành dệt may chúng ta chỉ phân tích mà duy nhất mã cổ phiếu TCM. Tại sao lại phân tích TCM? Thì vì nó đẹp, đơn giản có như vậy. Và TCM chính thức là trong tuần vừa qua đã vượt thoát vùng 20.5 và mục tiêu là về vùng 20 mấy đấy ạ, về vùng 23. Mạnh hơn có thể lên vùng 24. Nói chung là đến đoạn này thì TCM bay ngon rồi. Và với một cái lực cầu duy trì như vậy thì TCM hoàn toàn có thể kỳ vọng nhá, kỳ vọng có thể về đến vùng 26, 27, 28. Đó là câu chuyện rất bình thường của TCM. Các điểm mua thì chúng ta không còn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái thời điểm Hùng đã có phân tích về TCM ở vùng 18, 18.5. Đấy là những cái vùng mà khuyến nghị các anh chị mua, và đấy là những cái vùng mua đẹp nhất. Và trong ngành dệt may chỉ có kết mỗi TCM. Và con GIL, GIL là nó vừa dệt may nhưng nó lại vừa là bất động sản khu công nghiệp. Đó nha. Và con GIL này thì nó Hùng xếp ở cái nhóm ở bên bất động sản khu công nghiệp cơ. Và trong tuần thì thôi rồi đúng không ạ? Và đâu đó này có nắng, ý đồ tạo lập và sẽ đánh chạm vùng 26 rồi mới chỉnh. Ý đồ tạo lập và sẽ đánh chạm vùng 26 rồi mới chỉnh. Phiên ngày hôm nay thì GIL không giữ được cái nhịp cao nhất, đây cũng sẽ là một cái nhịp chỉnh, nhưng có thể phiên ngày thứ hai nó sẽ lấp lại vùng 25. Điểm mua thì nó không còn nữa anh chị ạ. Điểm mua thì nó không còn nữa đâu. Đó, bây giờ nó chỉ có anh chị em chúng ta canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận thôi. Ok. Còn 1 giờ 26 phút rồi. Bây giờ chỉ phân tích duy nhất một số mã ngành trong nhóm ngành khu công nghiệp và chúng ta sẽ kết thúc bản tin để chúng ta nói về thị trường chung, bởi vì bây giờ đã là 1 giờ 26 phút rồi. IDV. Đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Trên đến tuần của IDV đấy, nó như vậy thôi, nhưng mà nhìn tổng quan nó là từ lúc lên sàn đến bây giờ đó, các anh chị nhìn thấy một trend đi lên rất là đẹp. Đó, thanh khoản nó thấp và cổ phiếu này thì cổ tức rất là nhiều. Cổ phiếu SZL, đây là một mã cổ phiếu mà gần như là đi từng nước bước của nó, đi từng nước bước của nó, và phân tích thì cổ phiếu này chia, nên là cái mục tiêu á, mục tiêu mà chạm vùng 40, chính ra là cái vùng 40 mấy đấy ạ, 45 là đã hoàn thành được anh chị, 45 trước chia và bây giờ nó là 43 sau chia. Và phiên kết tuần cực đẹp luôn, và nó là cực đẹp thì nó cũng chưa đúng, cầu nó hơi thấp một tí. Nhưng ít nhất là cổ phiếu này đã vượt thoát được ở vùng 43, và đây là một cái mã cổ phiếu mà trong lịch sử, trong quá khứ, sau những nhịp đánh dẫn lên thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm chạy nước rút thì nhìn tê tái lòng người. Và đây là một mã cổ phiếu mà cũng khuyến nghị đầu tư rất là dài rồi, trên một cái chiều dài đầu tư không thể không thiếu cổ phiếu SZL. SZL đúng không ạ? Rồi ok, đẹp rồi. Trong tuần tới thì cổ phiếu này có xu hướng có thể sẽ chạm về lại vùng kháng cự 45 ở đây, và chúng ta sẽ chờ xem cái mức độ phản ứng của cổ phiếu ở vùng 45 này như thế nào. D2D thời điểm hiện tại là chưa ổn, nó đang có những cái nhịp đánh ngang đánh ngửa thôi, và những cái nhịp này thì nó đang đánh ở trong một cái biên độ hẹp, đó là vùng hỗ trợ ở đây và vùng kháng cự ở khoảng vùng 60. Đó thì D2D chỉ đang đi như vậy thôi. Tip, rất nhiều những anh chị đang hơi sốt ruột đối với mã cổ phiếu tip trong thời điểm hiện tại. Lợi nhuận tốt mà tại sao tạo lập như này nhỉ? Hay tại vì là chúng ta phân tích cổ phiếu đẹp quá nên là tạo lập nó dìm. Tip thì về cơ hội ngắn hạn là tip sẽ cần thêm thời gian. Tiếp theo cần thêm thời gian ổn định ở trên vùng 18. Ta sẽ quan sát tiếp ổn định ở trên vùng 18, và như vậy là tiếp sẽ cần
chưa chưa thể tăng được, chưa thể tăng được khi mà dòng tiền đánh ngang đánh ngửa. Với lại một cái yếu tố cũng khá là cơ bản nữa, đó là tip. Khi chúng ta phân tích của tip là hình như ở vùng đây, ở vùng khoảng vùng 14, 15 gì đó mà lên đến tận vùng 22, tức là nó đã có một cái lợi nhuận tương đối lớn và sau đó thì lại có những cái nhịp đánh đánh xen kẽ ở đây, thì nó phải hấp thụ hết, nói chung là nó phải hấp thụ hết và cái lượng thanh khoản nó phải quay về lại đây, thời kỳ đổ đá như này thì bắt đầu mới tính toán một cái nhịp nhịp tăng tiếp theo của tip được đó. SNZ, đối với SNZ phiên ngày hôm nay thì quá là kinh khủng, mục tiêu chúng ta đề ra ở vùng 28 như vậy thôi. Nói chung nôm na ở vùng 28 là đẹp lắm rồi. Thế mà phiên này là lên đến vùng 31 rồi, 31, và có thể là trong cái nhịp ngắn này sẽ chạm đến vùng 32, thậm chí là tạo lập sẽ kéo lên vùng 34. Đó, thì chính là những cái phiên này mới nhiều anh chết này. Đó, nhưng mà nếu mà coi clip cùng Lê thì không chết này. Đó, coi clip là chúng ta mua ở đây, đúng không ạ? Anh chị xem lại những cái bản tin lật ngược lại về khoảng 3 tuần trước, có phân tích SZC ở vùng hỗ trợ đó, vùng 20 đến vùng 23 và biên trung bình của nó là vùng 22, ăn một nhịp này, chỉnh này, ăn nhịp 2 đó, cứ hỗ trợ chúng ta mua. BCM, cái em này thì thanh khoản nó hơi thấp nhưng mà cái cách đánh của nó thì cũng khá là hay đó, thì chúng ta có gì đâu ạ, vùng 24 24.5 thì cứ thế đặt thòng chúng ta mua đó. Bây giờ về vùng 29 đến 30 chốt đây này, kháng cự của nó đây anh chị, 30 chốt đó, thế là cũng được mấy phần trăm rồi đó, chốt xong thì cổ phiếu nó lại giảm thôi hoặc là nó sẽ kéo tăng tiếp, kệ nó, không quan tâm. SZC cũng như vậy. Mục tiêu của chúng ta 26 ở phiên hôm qua thì nó hoàn thành mất mục tiêu 26 rồi, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang kéo vượt vượt biên. Thì với động thái kéo vượt biên như thế này thì chúng ta có thể đo xem là vượt biên đi lên đến được đến đâu. Vượt biên này đi lên được đến đâu, nếu như chúng ta theo cái mô hình cánh quạt thì có thể vượt biên này sẽ đi được đến khoảng vùng 3x 30. Tuy nhiên ở trong thường ở trong những cái đồ tạo lập á, thì đến lúc phiên khi mà nó kéo vượt qua cái vùng kháng cự thì sẽ có những cái điểm mà test lại cung, thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 26. Và những cái điểm test cung ở vùng 26 thì chúng ta có thể canh lại, chúng ta gọi là vừa bèo vừa tép một tí nữa ở đây, bởi vì khi mà gặp kháng cự á, là chúng ta chốt đó, thì sẽ chốt đi 50% đó, thì chúng ta sẽ xem test lại, nếu mà không gãy ở cái vùng này thì có thể canh lại để chúng ta lướt gọi là lướt lát một tí nữa, thế thôi, nhịp cuối. Còn lại là không khuyến nghị tham gia ở những cái thời điểm như này. Mã cổ phiếu GIL đã phân tích rồi. Mã cổ phiếu DTD, mã cổ phiếu DTD thì cũng là một cái mã cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành khu công nghiệp, và mã cổ phiếu này thì cũng là mã cổ phiếu rất là quen thuộc của chúng ta. Nhịp phân tích đâu đó mục tiêu 18 thì hôm nay đã hoàn thành cái vùng 18 rồi đó, coi như kết thúc, và thậm chí là còn lên đến nhô lên đến tận vùng 20 đó, nhô lên tận vùng 20. Và cổ phiếu này bây giờ tạo lập kéo đi đến đâu thì biết đến đó, kéo đi đến đâu biết đến đó thôi. Và chúng ta cũng có thể xem nào, nếu xét lý thuyết sóng Elliott khó đấy, bây giờ con này chả xét được lý thuyết gì cả. Tóm lại là tạo lập kéo đâu đi đến đó và dự kiến khoảng vùng 21. Đẹp đấy, cổ phiếu này vẫn rất là đẹp, DDD vẫn rất là đẹp. Có nhịp test ở đây không gãy này, được cầu tiếp tục duy trì ổn định như này là cổ phiếu này sẽ kéo tiếp và khả năng là sẽ tương đối ok. Rồi chúng ta dừng lại phân tích tất cả các mã cổ phiếu tại đây và chúng ta sẽ nói đến câu chuyện nhanh về câu chuyện thị trường trong tuần tới. Thì như vậy là tuần vừa qua là một cái tuần mà VN Index của chúng ta đã có những phiên giao dịch rất là thành công, phải nói là như vậy. Thị trường của chúng ta lần lượt lấy lại được các cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng, ví dụ như mốc 815 điểm, sau đó 830 điểm và đến bây giờ là 840 điểm. Thì đối với VN Index của chúng ta, thì trang tuần tới các anh chị quan sát giúp cùng Lê ở cái biên 835 đến 845 điểm, và cái biên này vẫn giữ được, các anh chị lưu ý vẫn giữ được, và nếu có dấu hiệu thoát biên trên như vậy là rất là tốt, thì cái kháng cự tiếp theo của chúng ta sẽ tính toán đến ở khoảng vùng 860 điểm đến vùng
đến vùng 880 điểm. Đó, 875 điểm. Còn ngược lại, nếu như cái biên 835 điểm của chúng ta ở đây bị phá vỡ thì đấy là một cái dấu hiệu xấu và chúng ta cần phải bán cổ phiếu. Ok. Ở VN30 chúng ta sẽ quan sát ở biên 775 điểm đến 790 điểm và cũng hoàn toàn tương tự như VN Index. Thì đối với VN30, cái vùng kháng cự của VN30 ở đây, vùng kháng cự mạnh và kháng cự dày có thể tính toán ở vùng 810 điểm. Và cái tọa độ 810 điểm của VN30 nó sẽ khớp nối với tọa độ 860 điểm của VN Index. Anh chị lưu ý là như vậy. Và đối với hợp đồng của phái sinh thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua, các anh chị có nhớ là khi mà Hùng có vẽ một cái hình ảnh như thế này không ạ? Đó là sau một những cái nhịp mà dao động mạnh như này thì sẽ có những cái điểm mà để giúp cho chúng ta nhận diện cái kênh xu thế mới, cái trend xu thế mới, đó là phiên ngày thứ hai, và lúc đó là nhắc lại là 1:40 ngày thứ hai tuần vừa qua. Đấy là cái bản lề bẻ để chúng ta đánh giá được một cái trend xu thế, một cái trend long, và như vậy là chúng ta cứ long dài thì như vậy là có ok không ạ? Rất là ok. Đó, trong mọi tình huống, trong mọi vị thế. Và đến thời điểm hiện tại thì phái sinh của chúng ta đang có một cái ngưỡng ở đây, các anh chị lưu ý giúp mình đây, 775 điểm đến 790 điểm. Đây là một cái ngưỡng mà có thể sang tuần thì sẽ có những cái điểm trong cái biên độ hẹp. Và đối với phái sinh ấy, đối với phái sinh thì các anh chị sẽ phải theo dõi trên biểu đồ M5. Đó, ví dụ như trong phiên ngày hôm nay là cái câu chuyện đây, trong phiên giao dịch ngày hôm nay đây, cái câu chuyện là chúng ta giữ được bình tĩnh ở trong phiên nó rất là quan trọng. Đây hình như là 9 giờ, đây 9 giờ đây, chúng ta giữ được bình tĩnh ở trong phiên rất là quan trọng. Cái bình tĩnh này nó đến từ đâu? Đó là nó đến từ những cái định lượng gồm đó, ví dụ 775 điểm, 770 điểm và 780 điểm, thì đấy là những cái điểm, những cái biên mà để giúp. Đấy, ví dụ như vậy, đó, để giúp cho chúng ta có thêm được những cái định lượng để giúp cho chúng ta có những cái tự tin. Đó, trong cái quá trình mà chúng ta cầm nắm và giữ cổ phiếu thì đối với biểu đồ phái sinh thì chúng ta sẽ phân tích trên M5. Và với nhiều anh chị thì anh chị bảo là tôi không đánh phái sinh, nhưng với quan điểm của Hùng Lê thì chúng ta nên học phái sinh, còn đánh hay không là cái câu chuyện tùy. Bởi vì khi chúng ta học được phái sinh thì chúng ta sẽ học được rất nhiều về cái phân tích kỹ thuật. Và sau đó thì chúng ta gần như là chúng ta nắm được định lượng được cái đường đi của phái sinh. Thì đấy là một cái rất là hay. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động cuộc chơi của chúng ta. Đối với phái sinh, tại sao trong tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát giúp Hùng cái viên 770. Hùng đang lấy biên 775. 775 đến 790 và có thể tính toán thêm một cái điểm, đó là 770. Nhưng mà điểm 770 này thì cũng có thể là chúng ta sẽ tính toán ở đây. Và có hay không cái câu chuyện là phái sinh đảo chiều thì các anh chị quan sát ở trong cái biên này. Đó, trong cái biên này để chúng ta có định lượng như vậy là thị trường tốt, như vậy là thị trường xấu. Và nếu như trường hợp mà VN Index bị phái sinh bị đạp mạnh qua vùng 770 điểm và đến khoảng vùng 765 điểm, đó là những cái vùng, tức là ví dụ khi mà nó xuất hiện một cái tín hiệu sọt mạnh như này thì đó, thì như vậy là chúng ta cơ sở là chúng ta phải thu dọn chiến trường đó, và chúng ta chuyển sang sọt phái sinh dài, ví dụ như vậy đó, thì chúng ta sẽ đảo pha như vậy thì nó rất là ok. Như vậy là tuần tới là một cái tuần mà với những góc nhìn trong ngắn hạn thì có thể phiên ngày thứ ba sẽ có những cái điểm test cung, và chúng ta sẽ quan sát VN Index, VN30 và phái sinh. Đấy là những cái chỉ số rất là quan trọng để giúp cho chúng ta định lượng thị trường. Và Hùng Lê cũng mời những anh chị em đã theo dõi bản tin của Hùng Lê trong suốt cái chặng đường vừa qua mà có những cái quan điểm phù hợp, thì cũng mời các anh chị về với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để đồng hành cùng với Hùng Lê đó, và để chúng ta có được một cái chặng đường đầu tư tốt hơn. Và đối với những anh chị mà chúng ta chưa về thì chúng ta tiếp tục theo dõi các cái bản tin phân tích của Hùng hàng tuần, để thứ nhất là chúng ta có thêm cái định lượng tham khảo đó, những cái phân tích của Hùng mang tính chất tham khảo để đưa vào những cái quyết định của các anh chị đó, phân tích về nhóm ngành, phân tích về cổ phiếu và phân tích về xu hướng định lượng của VN Index, VN30 và VN30F1M. Thì đấy là tất cả những cái gì mà Hùng Lê hàng tuần tâm huyết để làm nên và để gửi đến cộng đồng nhà đầu tư, để gửi đến tất cả những anh chị em trên khắp mọi miền tổ quốc. Thậm chí là bây giờ là Hùng Lê có những anh chị em là nhà đầu tư nước ngoài đang ở nước ngoài theo dõi những bản tin của Hùng Lê hàng tuần.
Thì đấy là những cái mong muốn cũng để giúp cho các anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn về thị trường, về cổ phiếu và ổn định hơn về mặt tâm lý. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em của chúng ta trong các cái bản tin video tiếp theo.